Tiếp về quyển Lăng Lục của Thiền sư Hoàng Bá Hy Vọng. Câu hỏi: nếu như vậy, chỗ nào là Bồ Đề? Trang 83 đó. Đáp: Bồ Đề không phải chỗ, Phật cũng không được Bồ Đề, chúng sanh cũng không mất Bồ Đề, không thể do thân mà được, không thể lấy tâm mà cầu. Tất cả chúng sanh tức là tướng Bồ Đề. Những cái câu này chúng ta nghe rất là khó hiểu. Tại sao nói rằng Bồ Đề không phải chỗ, Phật cũng không được Bồ Đề? Bởi vì Bồ Đề không có tướng mạo, mà Bồ Đề là cái tánh giác sẵn của mình. Đã không tướng mạo làm sao có chỗ nơi? Bởi tánh giác sẵn của mình, cho nên chúng sanh không mất Bồ Đề, Phật cũng không có được Bồ Đề, bởi vì nó là cái sẵn, không thể do thân mà được, đó là chỗ nơi. Không thể lấy tâm mà cầu, tức là có cái hình tướng. Tất cả chúng sanh tức là tướng Bồ Đề. Như vậy thì tất cả chúng sinh ai cũng sẵn có tánh giác. Tánh giác là của mọi người, chứ không phải riêng của Phật. Mà Phật sớm thức tỉnh, sống được với tánh giác thì gọi đó là Phật. Chúng ta vẫn mê lầm, chạy theo cái điên đảo vọng tưởng, cho nên không thấy được Bồ Đề. Vì vậy mà gọi là chúng sanh. Chớ Bồ Đề không phải dành riêng cho Phật, mà cũng không phải chúng sanh vô phần, mà tại vì một bên tỉnh, một bên mê. Hỏi: thế nào là phát tâm Bồ Đề? Đáp: Bồ Đề không sở đắc. Nay ông chỉ phát tâm không sở đắc, quyết định không được một pháp, tức là tâm Bồ Đề. Cái câu này quý vị nghe rất là lạ. Bồ Đề không sở đắc, nay ông chỉ phát tâm không sở đắc, quyết định không được một pháp, tức là tâm Bồ Đề. Như vậy nghĩa là sao? Thường thường người ta nói người tu cần phải phát tâm Bồ Đề, tức là phát Bồ Đề tâm đó. Như vậy tại sao ở đây lại nói rằng Bồ Đề không sở đắc? Nay ông chỉ phát tâm không sở đắc. Phát tâm không sở đắc là tâm sao? Quý vị biết tâm không sở đắc là tâm gì không? Đó, tức là cái tâm vắt nhã đó, dĩ vô sở đắc cố đó. Vì không có sở đắc mà Bồ Tát y vắt nhã được cái quả Bồ Tát, Phật y vắt nhã mà được quả Phật. Như vậy phát tâm Bồ Đề nghĩa là phải vận dụng trí tuệ vắt nhã chiếu soi tất cả pháp, không có một pháp thật. Nếu không có pháp thật thì có cái gì là sở đắc? Nếu biết không có một pháp thật thì quyết định không được một pháp, thì có cái gì thiệt đâu mà được?
mà thấy không có sở đắc như vậy là tâm bồ đề. Như vậy tâm bồ đề là tâm vô sở đắc. Bây giờ chúng ta phát tâm thì cầu đắc hay vô sở đắc? Có ai nói tôi tu được vô sở đắc không? Hay là tôi tu được thành Phật, thành Bồ Tát, thành La Hán gì đó? Chứ không ai nói tu để được cái vô sở đắc. Mà nếu không có vô sở đắc thì không có Phật, không có Bồ Tát. Vì Bồ Tát và Phật đều từ trí tuệ vắt nhã thấy tất cả các pháp như quyển, cho nên các ngài không dính, không kẹt. Do đó mà không bị phiền não che đậy, tâm tâm giác ngộ sáng suốt tự hiển bày. Vì vậy nó gọi là được Bồ Đề. Bồ Đề không có chỗ trụ, thế nên không có đắc. Nên nói ta ở nơi Phật Nhiên Đăng, không có một chút pháp có thể được, Phật liền thọ ký cho ta. Nói tới Bồ Đề là nói cái chỗ giác ngộ, mà giác ngộ thì không thấy có một pháp nào thiệt, cho nên không có chỗ trụ. Mà không có chỗ trụ tức là không có sở đắc. Vì vậy mà dẫn một câu trong Kinh Kim Cang, Phật nhắc lại rằng ta ở nơi Phật Nhiên Đăng, không có một chút pháp có thể được, Phật liền thọ ký cho ta. Vì không có một chút pháp có thể được là vô sở đắc. Mà vô sở đắc nên Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Đức Thích Ca sau này sẽ thành Phật. Như vậy muốn thành Phật thì Bồ Tát hay là chúng sinh phải tu đến cái chỗ vô sở đắc. Còn bây giờ chúng ta tu thì sao? Cầu đắc, cầu chứng, cầu đủ hết. Thì như vậy dễ thành Phật hay khó? Nếu có thành Phật thì chắc cũng ông Phật tầm tạm thôi, chứ không phải ông Phật thiệt. Biết rõ tất cả chúng sanh vốn là Bồ Đề, không lẽ lại được Bồ Đề? Nữa là tất cả chúng sinh đều có tánh giác, mà có tánh giác tức là có Bồ Đề. Bây giờ mình tu rồi được Bồ Đề tức là thêm cái thứ hai sao? Phải không? Cho nên biết tất cả chúng sinh đều có tánh Bồ Đề thì không có cái được Bồ Đề nữa. Nay ông nghe nói phát tâm Bồ Đề, bèn cho là có một tâm học làm Phật. Nghe nói phát tâm Bồ Đề, tưởng đâu có một cái tâm riêng để học làm Phật, chứ không ngờ phát tâm Bồ Đề đã phá hết tất cả những cái chấp. Các pháp là thiệt, các pháp là phải, các pháp là quấy, vân vân. Tất cả cái đó mình không dính nữa thì đó là Bồ Đề hiện, chứ không có tâm ở đâu, tâm Bồ Đề ở đâu đến. Nay ông nghe nói phát tâm Bồ Đề chỉ nghĩ làm Phật, dù ông tu ba A Tăng kỳ kiếp cũng chỉ là Phật báo thân, hóa thân cùng với Phật chân tánh bản nguyên của ông có gì liên hệ? Nên nói cầu Phật có tướng bên ngoài cùng ông không cùng ông không tương tự. Cái câu này để chỉ cho chúng ta thấy, nếu mà mình nghĩ làm Phật, tu để được làm Phật, thì dù mình tu tới ba cái vô số kiếp cũng chỉ là Phật báo thân, Phật hóa thân cùng với cái Phật trên tám pháp thân đó, nó không có gì liên hệ. Tại sao vậy? Người ta cứ quen nghĩ mình tu đủ tất cả công đức như Phật, chừng đó mình sẽ có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vân vân, phải không? Rồi đi giáo hóa chúng sinh thì đó là thành Phật. Như vậy thì muốn biết ai gần thành Phật hay chưa thành Phật thì sao? Nhìn có được bao nhiêu tướng tốt? Nếu người đó được 15, 20 cái biết hơi khá khá rồi, phải không? Còn nếu tới gần 30 cái cơ bộ gần thành Phật. Nhưng mà Đức Phật có 32 tướng tốt hiện giờ ở đâu? Ở đâu? Thành tro, thành bụi hết trơn, phải không? Nếu còn cặn lại một ít viên xá lợi nhỏ nhỏ
chứ không còn 32 tướng tốt nữa. Như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là thành Phật có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Phật đó là Phật báo thân. Còn nếu Phật thị hiện nơi này nơi nọ giáo hóa chúng sinh là Phật quá thân. Phật báo thân, Phật quá thân là Phật còn sinh diệt. Chỉ có Phật pháp thân mới là ông Phật miên viễn, bất sinh, bất diệt, diệt mà tất cả chúng sinh hiện giờ có sẵn ông Phật đó. Chúng ta giờ thiếu có hai ông Phật. Ông Phật nào? Ông Phật quá thân với ông Phật báo thân. Chứ còn ông Phật pháp thân ai cũng có hết. Mà Phật pháp thân là Phật thiệt, còn báo và quá là Phật sinh diệt tạm thời. Như vậy thì muốn thành ông Phật miên viễn hay là muốn thành ông Phật tạm thời? Muốn thành ông nào? Mà đa số chịu thành ông Phật có 80 tướng tốt đó. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thích ông Phật đó hơn. Còn ông Phật miên viễn đó thì có bộ buồn quá, không thấy ra sao hết. Nhưng mà có tướng thì sinh diệt. Cho nên Kinh Kim Cang nói đó, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Thì như vậy Đức Phật có tướng, Đức Phật cũng là sinh diệt. Cho nên đó gọi là Phật báo thân, Phật quá thân, chứ không phải Phật pháp thân. Mà tu là phải đạt được Phật pháp thân thì Phật đó mới là không bị sinh, không bị diệt. Cho nên đây mới vẫn nói cầu Phật có tướng bên ngoài cùng ông không tương tự. Mình cầu được làm Phật có hình có tướng thì không có giống với cái Phật pháp thân của chính mình. Vì vậy mà cùng ông không tương tự. Hỏi xưa đã là Phật sao lại có tứ sanh lục đạo, các thứ hình mạo chẳng đồng. Ai cũng có Phật pháp thân, tức là Phật tánh, thì ai cũng có Phật tánh thì đã có Phật, đã thành Phật lâu rồi, mà tại sao lại có luân hồi trong lục đạo, rồi có tứ sanh vân vân đó? Thì đây đáp: chư Phật thể tròn không tăng giảm, trôi vào lục đạo mỗi chỗ đều tròn, trong muôn loài mỗi mỗi đều là Phật. Đây nói rằng Phật tánh đó, Phật pháp thân đó, là Phật tròn đủ, không tăng không giảm, nhưng mà vì theo nghiệp mà trôi lăn trong lục đạo. Tuy rằng trôi lăn trong lục đạo nhưng mà tánh Phật cũng vẫn tròn đủ, trong muôn loài mỗi mỗi đều là có Phật hết. Ví như có viên thủy ngân phân tán các chỗ, mỗi mảnh đều tròn. Nếu khi không phân chỉ là một khối, đây là một tức tất cả, tất cả tức một. Đó là ví dụ cái viên thủy ngân đó, mình chia ra bỏ mỗi nơi trong mỗi cái chén, mỗi cái chung từng mảnh nhỏ, thì cái nào vào trong chung trong chén nó đều tròn. Còn nếu để chung lại thì thành một khối. Như vậy thì đó là một, là tất cả, tất cả là một. Nếu Phật tánh thì không hai, không khác, nhưng mà mỗi chúng sinh đều mang một cái Phật tánh riêng biệt, chứ không phải là một. Đây là một tức tất cả, tất cả tức một. Các thứ hình mạo, dụ như nhà cửa, bỏ nhà lừa, vào nhà người, bỏ thân người, đến thân trời, cho đến nhà thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật đều ở chỗ lấy bỏ của ông. Như vậy thì trôi trong lục đạo luân hồi hay là chuyển lên thành ra lục phàm tứ thánh cũng là cái chuyện lấy bỏ của ông Phật mình chứ không gì hết. Cái lấy bỏ hình thức này, lấy hình thức này, bỏ hình thức kia, chuyển dời mãi mãi, nhưng ông Phật đó không có hai. Như vậy để thấy ai ai cũng sẵn có ông Phật
mà tại quên đi. Như vậy chúng ta mới cảm thông được Bồ Tát thường bất khinh, phải không? Nghĩa là gặp ai cũng bái bái, tôi không dám khinh các ngài, các ngài sẽ thành Phật. Tại có Phật rồi thì bây giờ tất cả quý vị sẽ thành Phật không? Sẽ không? Chắc sẽ hết rồi, phải không? Như vậy đâu có ai dám khinh ai, ai cũng sẽ thành Phật. Nhưng mà cái sẽ đó gần với xa thôi à, phải không? Sẽ 10 đời, 100 đời, muôn kiếp, triệu kiếp cũng là sẽ hết. Như vậy thì để thấy rằng trên đường tu không phải chúng ta đi tìm kiếm những cái gì xa lạ bên chân trời, dưới gốc biển, hay là trong cái cõi hư không vô tận, mà chúng ta chỉ nhìn thẳng nơi mình, biết được mình có cái tánh giác, tánh Phật, rồi buông, rồi xả những cái nghiệp tập trong lục đạo chúng sanh, từ từ nghiệp tập nó sạch thì tánh Phật mình hiện ra, chứ không có tìm ở đâu xa hết. Như vậy thì cái người tu mình là thực tế hay là viễn vong? Thực tế hay viễn vong? Viễn vong là tìm cái gì ở đâu xa mà không biết có hay không. Câu này mình thực tế có, mà quý vị có không? Chứng minh tôi nghe thử coi. Làm sao biết mình có? Làm sao biết mình có? Nói tôi nghe, nghe được cái đó là hay đó. Biết có mà không biết có chỗ nào, lúc nào thấy nó, chuyện hết sức dễ, dễ như trở bàn tay mà không chịu chứng minh. Bởi vì Phật là giác, mà giác đó, tức là tri giác, biết và sáng. Biết và sáng thì như vậy, hiện giờ nếu khi quý vị ngồi nghe tôi giảng, chỉ nghe thôi, không nghĩ, không tính, không suy, không nhớ tưởng cái gì hết, thì lúc đó quý vị có nghe, có biết không? Nghe biết là bằng cái gì? Như vậy mình sẵn có cái nghe biết, không đợi suy nghĩ mới có. Thì cái nghe biết như vậy đó đâu phải là cái suy nghĩ, mà suy nghĩ thì mới có phàm tục. Suy nghĩ tốt, suy nghĩ xấu, khi suy nghĩ bị chê, được khen vân vân, mới có sanh phiền não. Còn cái nghe như vậy có sanh phiền não không? Nó trong sáng, không có một dính bợn gì hết. Cho nên ngài Lâm Tế, ngài hỏi chúng trong khi nghe ngài giảng, hỏi ai là người đang nghe giảng? Ai là người đang nghe giảng? Thì như vậy ai mà không có cái khả năng nghe giảng đó? Mà trong khi nghe giảng quý vị có nghĩ chuyện bên Tây bên Tàu gì không? Nếu mình chú tâm nghe giảng thì lúc đó tâm không có một cái niệm sinh diệt nào hết, chỉ là rồng rặc tánh nghe thanh tịnh, thì làm sao mình không có ông Phật, phải không? Cái niệm nghĩ suy mới là tướng sinh diệt, còn cái tánh nghe thanh tịnh có sinh diệt không? Vậy mà dám nghĩ rằng mình luân hồi lục đạo, tội nghiệp không? Mình có cái đó mà luân hồi đi đâu? Tại vì mình bỏ cái quý của mình mà chạy theo những cái điên đảo, rốt cuộc mình phải luân hồi. Do đó mà Phật tổ thương chỉ dạy, nhắc tới nhắc lui để cho chúng ta nhớ mình đang có cái chân thật, đừng quên, đừng có mất. Quên mất nó tức là mình đi trong luân hồi đau khổ. Vì vậy mà ở đây mới nói rằng các thứ hình mạo trong lục đạo luân hồi, dụ như nhà cửa, rồi bỏ cái nhà lừa vào cái nhà người. Đó là nhà lừa, tức là sao? Mình tái sanh làm lừa,
lừa rồi cái thân lừa chết, cái bỏ thân lừa, cái được trở lên làm người, là tới cái nhà người. Thì cái thân này như nhà cửa, vô nhà này thời gian, bỏ ra đi tới nhà khác, liên miên như vậy. Như giờ quý vị muốn được đi hoài trong các cái nhà đó, hay là muốn ra khỏi các nhà đó? Đi hoài không sẽ mỏi chân sao? Cái chuyện đi hoài trong đó là nhọc nhằn, là khổ sở. Chi bằng chúng ta ra phắt cái không thèm tới nhà nào hết. Như vậy tôi nói, nếu quý vị sắp lâm chung mà ôm cái lòng sân hận oán thù, thì quý vị đi vào cái nhà nào? Nhà ngạ quỷ, nhà súc sinh, phải không? Hoặc là đậm hơn nữa thì nhà địa ngục, phải không? Như vậy thì trong mấy cái nhà đó, đi vào đó, mà vào đó ở thì lâu ngày cũng hết, hết cái nghiệp sân hận, đau khổ quá hết sân hận rồi, cái phải được trả ra. Ra rồi đi tới nhà khác, nhà nào mà mình thích đó, nó cho mình tới. Như vậy mà cứ đi ra đi vào, không biết bao nhiêu kiếp luân hồi. Phật thấy mà thương cho chúng ta, tại sao không thức tỉnh? Mình có cái của quý, mình có một ông Phật sẵn, mà cứ ôm ông Phật mình đi trong luân hồi. Tội nghiệp ông Phật quá, phải không? Ông Phật bị mình dẫn, mình cột mấy sợi dây nghiệp lôi ông đi theo. Đó, đi cho đã rồi, cái rồi mình khổ. Nhưng mà ông Phật theo mình có khổ không? Sao vậy? Mình khổ sao ông Phật không khổ? Bởi vì ông Phật đâu có bị nghiệp, mình bị nghiệp chứ ông Phật không bị nghiệp. Bây giờ tôi nói thí dụ như khi mà chúng ta bị ai chửi đó, ai chửi mình cái mình nghe, chửi cái mình tức ở trong bụng mình giận, tức giận. Nhưng cái tánh nghe mình nó có giận không? Có tức không? Như vậy tuy nhiên từ cái nghe rồi cái mình sanh ra tức giận, đó là nghiệp. Nghiệp thành là lúc đó mình khổ, mình rầu, mình phiền đủ thứ. Nhưng cái tánh nghe có rầu phiền không? Đó, cho nên tuy vào địa ngục mà Phật không có bị khổ, không bị lây trong địa ngục. Nhớ như vậy thì mới hiểu được cái câu nói rằng mình ở đâu thì Phật cũng ở đó, mà mình khổ mà Phật không có khổ, phải không? Như vậy nếu mình biết trở về ông Phật đó thì mình có khổ không? Ông Phật không từng khổ đó, mà mình sống được với ông thì mình đâu có khổ. Còn cái này mình sống với cái tâm phàm tục, cái thoái thế gian, rồi mình cứ bị đó lôi kéo mình khổ. Đó là nói bỏ nhà này đến nhà kia đó. Như vậy từ các cái nhà lừa, nhà người, nhà trời, nhà thanh văn, nhà duyên giác, nhà Bồ Tát, nhà Phật cũng đều do cái lấy bỏ mà có. Do đó có sai khác, chứ tánh bản nguyên đâu có sai khác. Đó. Sai khác là cái hình thức, cái công phu tu hành, chứ còn cái tánh giác sẵn không bao giờ sai khác. Đó là giải thích. Nhưng xưa đã làm Phật thì tại sao còn đi trong luân hồi lục đạo đó? Câu hỏi kế, hỏi chư Phật thế nào hành đại từ bi vì chúng sanh thuyết pháp? Chư Phật thế nào hành đại từ bi vì chúng sanh thuyết pháp? Đáp: Phật từ bi là vô duyên nên gọi đại từ. Từ là không thấy có Phật để thành, bi là không thấy có chúng sanh để độ. Như vậy thì cái từ bi này nghe nó buồn chết đi, phải không? Chúng ta nghe nói đại từ đại bi là thương, thấy chúng sanh khổ khóc theo chúng sinh, thấy chúng sinh vui mình vui theo thì mới đại từ đại bi. Còn cái này đại từ đại bi, đại từ là vô duyên, từ bi là vô duyên. Vô duyên là sao? Chữ vô duyên này người ta dễ hiểu lầm lắm. Thường thường nghe ai ăn nói những cái câu mà nó không có ý nghĩa đó,
thì liền nói sao? Chị này nói vô duyên quá, phải không? Nhưng mà Phật vô duyên là vô duyên cái gì? Bởi vì chúng ta là phàm phu, cho nên khởi lòng từ thì phải có nhân duyên. Còn Phật cái lòng từ tràn ngập, không có đợi nhân duyên, cho nên gọi là vô duyên. Tại sao lòng từ có nhân duyên? Như bây giờ quý vị thấy, nếu một người họ khổ, khổ cay đắng trăm phần, mà trước mặt mình họ không có cái thổ lộ, không có trình bày bi thảm, thì mình có khóc cho họ không? Có khóc không? Tuy họ là người khổ đối diện với mình mà mình không khóc chút nào hết. Còn vô mấy cô đào, phải không? Mấy cô đào khéo, khéo nói, khéo gợi trúng cái chỗ tình cảm của mình, cái họ khóc cho mình khóc theo, biết họ khóc giả mình cũng khóc sướt mướt à. Đó. Như vậy cái lòng thương là từ bi, thấy người ta nghe ta khổ, thấy người ta khóc mình thương, nhưng mà cái thương đó là gợi trúng chỗ mới thương, còn không gợi là không có thương, phải không? Bây giờ quý vị xét lại mình có giống vậy không? Tuy nhiên người đó khổ mà họ can đảm, họ không nói, họ gặp mình họ cũng tỉnh bơ, mình đâu bao giờ thương họ. Còn cái người nào tới mà bi lụy than thở này kia chừng nó mới thương, thì lòng thương đó có nhân duyên hay không? Có duyên cớ rõ ràng chứ không phải bỗng dưng. Còn Phật thì tất cả chúng sinh thấy khổ đều là thương, cho nên câu chuyện mà Phật hồi xưa hành hạnh Bồ Tát rồi thấy con cọp nó rớt xuống hố, nó đói à, đói cái ngày thấy tội quá cái ngày lăn mình xuống cho nó ăn đó. Như vậy thì người ta nói ngài làm cái hành động như vậy là từ bi mà không có trí tuệ, phải không? Con cọp nếu nó sống thì nó có thể hại người khác, mà tại sao mà ngài không để nó chết mà lăn mình xuống cho nó ăn, nó sống, mà một ngày sống của nó là một ngày sao à, phải giết hại chúng sinh. Như vậy cái việc làm nó có từ bi không? Mình từ bi là mình suy gẫm, mình xét lý. Còn vì vô duyên từ, thấy chúng sanh khổ là giúp cho, không có nghĩ tới một lý do gì hết. Đó là vô duyên từ. Hiểu như vậy mới biết được cái tâm trạng của Bồ Tát. Còn không hiểu như vậy thì mình cứ thắc mắc, mình nói mình bây giờ mình sáng suốt quá, muốn giúp ai mình suy nghĩ kỹ mới giúp. Còn tại sao Phật hồi đó là Bồ Tát rồi mà rồi cứ làm đại vậy mà không có suy nghĩ? Như vậy thì ngài có trí tuệ không? Mình cứ nghĩ suy như vậy. Nhưng mà tới cái vô duyên từ rồi, chúng sinh khổ là mình sẵn sàng giúp, chứ không đợi thở than, không đợi nghĩ mình giúp người đó sống sẽ được lợi ích gì. Còn nếu mình giúp người đó sống có tai hại gì, không bao giờ nghĩ cái đó. Cho nên gọi là vô duyên từ. Mà học cái đó chừng bao lâu mới được? Chắc là cũng là Bồ Tát hạng lớn, cỡ nặng đó, chứ còn không phải Bồ Tát thường. Cho nên ở đây nói Phật từ bi là vô duyên, nên gọi đại từ. Đó, lòng từ đó mới tràn ngập, mới khắp cả. Từ là không thấy có Phật để thành à, nghĩa là không thấy có Phật để thành. Mình tu là sống trở về tánh giác của mình, chứ không phải từ ông Phật nào khác mà thành. Bi là không thấy cái chúng sanh để độ, thì chúng sinh đã sẵn có tánh giác, mình chỉ, mình nhắc cho họ để họ trở về, chứ không phải mình đưa họ tới để họ thành Phật. Phật thuyết pháp là không nói không dạy, người nghe pháp là không nghe không được. Ví như quyển sĩ vì người quyển nói pháp à, ở chỗ này nghe thật là khó hiểu. Phật thuyết pháp là không nói không dạy, người nghe pháp là không nghe không được. Như vậy sao nói thuyết pháp, sao nói nghe pháp? Thuyết pháp là không nói không dạy, nghe pháp là không nghe không được, thì sao? Như vậy thì quý vị, giờ tôi bây giờ đang thuyết pháp và đang làm gì?
Vì thuyết pháp là không nói không dạy. Bây giờ nói dạy đâu gọi là thuyết pháp. Còn người nghe pháp là không nghe, không được. Thì quý vị có nghe có được không? Thì như vậy thầy trò đều là không phải thuyết pháp và không phải nghe pháp hết, phải không? Nói vậy chưa phải. Nói thế này, người thuyết pháp không nói không dạy, người nghe pháp không nghe không được, là để nói rằng người thuyết pháp mà thấy cái sự thuyết pháp là không sở đắc, không có, không được, thì còn cái gì gọi là thuyết, còn cái gì gọi là giải. Người nghe pháp cũng biết rõ không có sở đắc, thì còn có pháp gì nghe, pháp gì được, đó mới gọi là thuyết pháp. Như vậy chúng ta học đạo vừa là học mà vừa là nhận chân được cái lý đạo, thì cái đó mới thực là học đạo. Bởi vì nếu chúng ta cứ nghe pháp rồi nói pháp này thật, pháp này hay, pháp này cao, pháp kia là không thật, không hay, không cao, thì đó là trong cái so sánh. Mà so sánh thì như vậy, thấy có pháp, thấy có người nói pháp, mà nghe như vậy thì đó là chưa thực nghe pháp. Cho nên đây với ví dụ nè, ví như quyển sĩ, quyển sĩ là cái người quyển, vì người quyển nói pháp đó. Như vậy thì Phật như là quyển sĩ, còn chúng ta nghe là cái người quyển, quyển sĩ nói pháp, người quyển nghe pháp, chứ không có cái gì thật hết. Như vậy mới gọi là nói pháp, mới gọi là nghe pháp. Pháp ấy nếu vì nói ta từ thiện trí thức, ngay một câu liền nhận được, hội được, ngộ được, cái ấy là từ bi. Nếu ông khởi tâm động niệm học được hiểu biết của người, không phải là tự ngộ bản tâm, rốt ráo vô ích. Đó. Như vậy học là học cái câu nói của người, câu nói của ông thầy, mà mình không nhận từ bản tâm của mình, thì cái đó là học đạo vô ích. Bởi vậy có nhiều người đi nghe pháp, nghe người giảng cái câu đó hay hay, cái sao? Cái ghi đem về học thuộc lòng, phải không? Rồi tất cả những cái gì mà nghe hay hay cái ghi hết, rồi về cái học thuộc hết. Đó, nghe pháp kỹ đó, người đó là người khéo học. Nhưng mà ở đây không phải vậy. Nghe pháp là cái pháp Phật dạy chỉ rõ bản tâm mình. Mà nếu mình nghe mà nhận được bản tâm mình thì mới là hữu ích. Còn nghe mà lệ thuộc vào ngôn ngữ, vào chữ nghĩa, thì đó là cái nghe ở bên ngoài, không có lợi ích đó. Hiểu như vậy thì bây giờ cái người nghe pháp chắc khác hơn hồi xưa nhiều, phải không? Hồi xưa nghe là như vậy đó, còn mình bây giờ nghe thì gom nhặt cho nhiều để ăn nói cho giòn giả, cho lưu loát, để thu hút người ta, phải không? Chứ không phải chỉ cho người ta thấy tột cùng cái chỗ thật của họ. Hỏi thế nào là tinh tấn? Thân tâm không đáp, thân tâm không khởi, ấy gọi là đệ nhất dũng mãnh tinh tấn. Vừa khởi tâm hướng ngoại tìm cầu, gọi là ca lợi vương, di hầu, yêu bọt. Tâm không chạy ra ngoài là tiên nhân nhẫn nhục, thân tâm đều không, tức là Phật đạo. Như vậy ở đây hỏi mình tu thế nào mà gọi là tu tinh tấn, thì Ngài đáp rằng thân tâm không khởi, ấy gọi là đệ nhất dũng mãnh tinh tấn. Nơi thân, nơi tâm, cái câu này dễ bị hiểu lầm lắm. Thân không khởi làm sao đi lại, phải không? Chẳng lẽ nằm y hoài. Cái chỗ này nếu nói thân tâm không khởi thì tâm không khởi thì hiểu. Nếu nói thân không khởi tức là không động, không động thì nằm y. Mà nằm y rồi thì sao? Rồi chết luôn. Cái đó là không được.
Cho nên nó thân tâm không khởi, tức là nơi thân tâm này mình không dấy khởi niệm hay dở xấu tốt vân vân, ấy gọi là đệ nhất dũng mãnh tinh tấn. Tinh tấn dũng mãnh bậc nhất đó là làm gì? Bây giờ mình tinh tấn là một đêm mình lại Phật 1000 lại, hoặc một đêm mình lại sám hối 10 giờ, 3 giờ, 7 giờ gì đó, thì nói cái người đó tinh tấn. Nhưng ở đây Ngài định nghĩa tinh tấn khác hơn. Người mà đối với thân tâm không giới niệm, không khởi những cái ý nghĩ lăng xăng, thì đó người dũng mãnh tinh tấn bậc nhất. Như vậy thì trong đây ai là tinh tấn bậc nhất? Thật là khó kiếm người đó quá, phải không? Mà tinh tấn đó có ai thấy không? Không ai thấy hết trơn. Nhiều khi bị chê nó là khác, phải không? Nói gì cả ngày không nói rằng gì hết, cả ngày ba phải, ai hỏi gì cũng ừ, cũng hử mà không có khen chê. Thì như vậy, khen là tinh tấn hay là chê là lừ đừ? Đó. Như vậy thì cái người đối với các cái pháp thế gian không bận, không viết dính, không mắc, không khởi tâm, như vậy đó gọi là đại tinh tấn. Vừa khởi tâm hướng ngoại tìm cầu gọi là Ca Lợi Vương Di Hầu Yêu Bọt. Ca Lợi Vương mà cắt chặt cái thân đó, thân mà cái người hạnh tu hạnh Bồ Tát bị ổng chặt đó, ông tiên mà tu khổ hạnh, rồi khi mà ổng hỏi rồi không có bằng lòng, ổng chặt tay chặt chân đó, đó là Ca Lợi Vương. Nếu mình khởi tâm hướng ngoài mà tìm cầu, đó là vua Ca Lợi đó. Rồi Di Hầu Yêu Bọt, tức là trong kinh nói cái đám khỉ nó đi trèo lên, nói theo miền Tây, nó đương đu trên cây bần. Cây bần rồi sông Cửu Long có nhiều bọt nước to ở trên trôi xuống, thấy bọt nước giống như cái nhà lầu, cái ở trên con thứ nhất buông tay xuống, cái chìm mất tiêu. Mấy con trên nó chắc ở nhà tốt lắm, nó xuống ở hoài không mình. Con thứ hai cái nhảy xuống, một hơi cả chục con. Đó là Di Hầu Yêu Bọt đó. Như vậy thì những cái hư ảo giả dối mà tưởng là thiệt rồi đắm chìm trong đó. Cho nên nếu ai khởi tâm hướng ngoại tìm cầu đó, đó là những người như những con khỉ mà nó yêu cái đống bọt nước vậy đó. Còn ngược lại, tâm không chạy ra ngoài là tiên nhân nhẫn nhục đó. Tiên nhân nhẫn nhục mà bị vua Ca Lợi chặt tay chặt chân đó, chặt tay chặt chân mà không buồn, không giận, không gì hết đó. Tâm không chạy ra ngoài là tiên nhân nhẫn nhục. Thân tâm đều không, tức là Phật đạo. Không chấp thân, không chấp tâm, thân tâm đều thanh tịnh, đó là Phật đạo. Nó là câu hỏi. Hỏi: nếu không tâm hành đạo, nay được chăng? Này được chăng? Không tâm hành nếu không tâm hành đạo này được chăng? Đáp: không tâm tức là hành đạo này. Lại nói: cái gì được cùng chẳng được. Vả lại, vừa khởi một niệm bèn là cảnh, nếu không một niệm tức là cảnh mất, tâm cũng tự diệt, không cần lại tìm kiếm. Đó. Cái câu này nói cho chúng ta rõ thêm cái tinh thần tu. Hỏi cho không tâm hành đạo này được chăng? Nếu người nào không tâm hành đạo này được hay không? Thì Ngài đáp rằng không tâm tức là hành đạo này. Như vậy thì lúc nào chúng ta không giấy niệm, không khởi nghĩ thì lúc đó đang hành đạo, phải không? Còn mình bây giờ thì hành đạo là lúc nào? Lúc mình suy tính,
mai tổ chức đi làm cái gì đó, phải không? Thì lúc đó gọi là nghĩ về cái việc công tác hành đạo. Còn ở đây người nói không tâm tức là hành đạo. Mình đã không tâm tức là hành đạo, lại nói cái gì được cũng chẳng được. Không tâm là hành đạo rồi, còn nói được chẳng được là cái gì? Vả lại, vừa khởi một niệm bèn là cảnh. Vừa khởi một niệm nghĩ về cái gì đó đều là cảnh hết. Bây giờ quý vị nhớ thử, khi mà chúng ta nghĩ tới người thân thì cái bóng người thân hiện với chúng ta. Nghĩ tới kẻ thù thì cái bóng kẻ thù hiện với chúng ta. Nghĩ tới người thân thì nhớ người đó gương mặt hiền lành dễ thương gì đó, phải không? Nghĩ tới kẻ thù thấy người đó bận trận hung dữ dễ ghét. Nhớ cái gì, nghĩ cái gì thì cái hình ảnh nó hiện ra. Cho nên nói là cảnh, có hình có bóng tức là có cảnh. Nếu không một niệm tức là cảnh mất, không khởi nghĩ gì hết thì không có cảnh nào hết. Tâm cũng tự diệt, mà không cảnh thì đâu có tâm duyên theo. Như vậy là tự diệt, không cần lại tìm kiếm. Như vậy đó là tu rồi, tìm kiếm cái gì nữa. Như vậy thì không nghĩ thì không cảnh, mà không cảnh thì cái tâm duyên cảnh nó lặng, tức là cái tâm vọng tưởng nó không có. Như vậy đó là chân thật, khỏi đi tìm kiếm cái gì. Đó là cái chỉ cho mình tu cách rất là rõ ràng. Hỏi thế nào là xuất tam giới, tức là ra khỏi tam giới đó, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đáp: thiện ác đều chớ suy nghĩ, ngay chỗ ấy liền xuất tam giới. Câu này gọn quá mà cũng dễ quá, phải không? Mà quý vị thấy ngài Hoàng Bá nói cái giống Lục Tổ không? Giống không? Thiện ác đều chớ suy nghĩ, ngay chỗ ấy liền xuất tam giới. Còn ở kia nói ngay cái đó là bản lai diện mục của ông, phải không? Như vậy bản lai diện mục là chỉ cho cái chân thật của chính mình, mà cái chân thật đó đó nó không bị luân hồi trong tam giới lục đạo. Cho nên nói cái đó hay là chỗ đó là xuất tam giới. Như vậy thì cái người tu một giờ nửa giờ ngồi thiền, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, vân vân, thì ngay nơi đó là cái giờ xuất tam giới. Mà xuất tam giới là gì? Xuất tam giới là cái gì? Cái chỗ mà lâu nay chúng ta mơ ước đó là gì? Là giải thoát sinh tử. Xuất tam giới tức là giải thoát sinh tử. Mà người tu nào không mơ ước được giải thoát sinh tử, phải không? Như vậy thì một giờ mình ngồi mà không có niệm thiện niệm ác là giờ đó giải thoát sinh tử. Niệm thiện thì sanh đường lành, niệm ác thì đọa đường dữ. Bây giờ không có niệm thiện niệm ác thì đọa đâu, sanh ở đâu? Đó là ra khỏi tam giới. Như vậy nói một câu hết sức là đơn giản mà chỉ cho chúng ta tu một cách tuyệt vời, liền được giải thoát sinh tử. Như Lai ra đời vì phá ba cõi, nếu không tất cả tâm, tam giới cũng chẳng có. Đó. Thì mấy câu này quý vị thấy nó rõ ràng làm sao. Đức Phật ra đời vì chỉ cho chúng ta tu giải thoát sanh tử. Mà giải thoát sanh tử tức là không có đi, không có lăn lộn trong tam giới nữa. Như vậy mà ra khỏi tam giới tức là phá ba cõi. Cũng như mình ra khỏi nhà tức là bỏ nhà. Mà bỏ nhà thì tất nhiên mình gọi là phá cái nhà đó, mình không ở nữa. Còn nếu mình tu mà ra khỏi tam giới tức là giải thoát sinh tử thì đó là phá tam giới. Cho nên ở đây nói Phật dạy chúng ta phá ba cõi,
tức là tu để ra khỏi tam giới. Nếu không tất cả tam, tam giới cũng chẳng có. Tất cả tâm là niệm thiện, niệm ác, niệm phải, niệm quấy lặn hết thì tam giới cũng là thừa, không có gì nữa, không còn gì dính dáng với mình. Bởi vì chúng ta tu á, nhiều khi cứ nghĩ cái cõi này khổ quá, làm người nhọc nhằn quá, phiền não quá, muốn được sanh cõi trời, muốn gì được nấy sướng hơn, phải không? Như vậy là còn ưng sanh cõi lành. Còn hoặc ở cõi trời mà lựa cõi trời nào cao nhất, sống lâu nhất đó, lên trên đó còn sung sướng hơn. Mà quý vị thấy lên trên cõi trời mà sống hoài đó, cả muôn cả nghìn triệu năm, không biết sống vậy có vui hay buồn không? Quý vị nghĩ vui hay buồn? Người ta cứ ngỡ sống dai là vui, nhưng bây giờ hỏi quý vị lớn tuổi lắm mà họ có vui không? Nhiều khi sống lâu một mình, rồi bà con thân thuộc đã đi hết trơn, còn mình buồn chết mồ, có gì đâu vui. Sống là vừa vừa với nhau, có bạn có bè, người này đi còn người khác, còn ở có mình không, lớp nhỏ thì không thông cảm, lớp lớn thì đi hết rồi, nói chuyện với ai đây? Thì như vậy có buồn không? Vậy mà ai cũng đòi sống dài, sống để mà buồn, sống chi? Còn lên các cõi trời ở trên rồi không có làm gì trơn, muốn gì được nấy rồi buồn không? Bây giờ còn làm này nó được mất, có khi trồng cây có trái rồi vui, còn này không làm gì hết, muốn gì được nấy thì còn gì nữa. Bây giờ quý vị muốn ăn cái gì có nấy thì quý vị còn thích không? Không có thèm gì hết thì có thích cái gì, phải không? Riết rồi mình không biết sống để làm gì nữa. Bởi vậy đối nhà Phật thì không có cho mình ở trong tam giới, dù cho dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nó là có những cái cõi sắc giới, vô sắc giới là cõi trời, những cõi trời cao, nhiều sung sướng, nhưng mà dưới nhà Phật thấy cũng là ràng buộc thôi. Chỉ ra khỏi tam giới mới là tự tại nhất, thảnh thơi nhất. Cho nên là không có muốn đi ở trong tam giới nữa. Vì vậy mà nói Đức Phật dạy mình phá ba cõi. Mà muốn phá ba cõi làm sao? Không tất cả tâm, tam giới cũng chẳng có. Nếu mà không tất cả cái niệm khởi, không tất cả những cái suy nghĩ, thì ba tam giới nó cũng là vô nghĩa, không có với mình nữa. Như vậy thì ra khỏi tam giới cần gì thần thông? Cần không? Dù có thần thông mà nghĩ tứ tung thì chắc cũng không ra tam giới nổi. Bây giờ không cần thần thông, chỉ không tất cả niệm thì ra khỏi tam giới. Bởi vì niệm khởi là tạo nghiệp lành dữ. Như giờ không niệm khởi còn gì tạo nghiệp? Mà không tạo nghiệp thì cái gì dẫn đi trong tam giới? Cho nên chỉ cần không tất cả niệm thì ra khỏi tam giới, giải thoát sinh tử. Quý vị thấy dễ hay khó? Giờ ai cho mình cái phép gì để dứt tất cả niệm? Xin ai giờ? Xin ai quý vị nghĩ? Lại Phật, xin Phật cho cái đó hả? Hay là lại ai? Như vậy thì coi bộ mình ngạo mạn dữ ha. Thấy rằng mình đủ thẩm quyền quyết định đi trong tam giới, hoặc là đi đường xấu, hoặc là đi đường tốt, hoặc là ra khỏi tam giới, quyền của mình hết trơn. Như vậy mình gặp cảnh khổ nên kêu than với ai? Quyền của mình chọn mà, có gì nữa mới than. Còn được sanh cõi lành cũng là quyền của mình, ra khỏi cả tam giới cũng quyền của mình. Như vậy Đức Phật cho mình một cái quyền tuyệt đối đó, phải không? Nên chẳng những quyền ở trong cái cõi thế gian mà còn quyền ra khỏi thế gian nữa. Mà mình đã trọn quyền, tại sao không chịu làm? Không làm mà còn lại than nữa chứ. Khổ quá, phiền não khổ quá, đủ thứ khổ, than thở hoài,
kêu cầu Phật cứu. Nghĩ quý vị nhớ lại, nhiều khi mình cũng hổ thẹn. Phật dạy mình phải không tất cả niệm thì ra khỏi tam giới, mà giờ cứ mỗi đêm thắp hương cầu Phật độ con giải thoát sinh tử, phải không? Cầu Phật độ giải thoát sinh tử, mới Phật độ cách nào đây? Mà Phật độ mà cứ nghĩ hoài làm sao Phật độ? Bây giờ có ai độ mình được cái đó không? Thì như vậy mới thấy chính ra khỏi sinh tử là quyền của mình. Mình quyết định, mình can đảm để mà chặn đứng, để mà dẹp bỏ những cái lăng xăng của mình. Những cái lăng xăng đó hết thì nghiệp theo hết, theo đó mà hết, thì đó là ra khỏi sinh tử. Đừng cầu cứu ở ai hết, đó là quyền của mình. Nếu có cầu cứu thì mỗi đêm thắp nhang rồi cúi đầu xuống, nhớ lại, nhắm mắt nhớ mình có quyền ra khỏi sinh tử không. Nó nhắc mình lại, nếu gật đầu được mình có quyền thì ráng ngồi, phải không? Ngồi mạnh mẽ để buông hết tất cả để ra khỏi sinh tử. Chứ còn ông Phật ông không làm thế mình việc đó, Phật không thế mình được, huống nữa là tất cả ai cũng không thấy được điều đó. Bởi vậy nên hiểu rồi thì quý vị mới thấy cái người tu Phật là cái người can đảm tự quyết định lấy cái thân phận của mình hiện tại và mai sau, chứ không trông cậy vào ai. Như một hạt bụi đập làm trăm phần, 99 phần là không, một phần là có, thì Pháp Đại Thừa không thể xuất hiện. Trăm phần đều không thì Pháp Đại Thừa mới hay xuất hiện. Cái thí dụ này quý vị dễ hiểu không? Nói một hộp bụi mình đập thành 100 phần, 99 phần mình nói nó không, chỉ còn phần tí ti đó mình nói nó có, thì Pháp Đại Thừa cũng không có mặt thế gian này. Chừng nào 100% các cái hạt đó đều không hết thì Pháp Đại Thừa mới có mặt thế gian này. Không là sao? Tức là tất cả pháp thế gian, từ lớn như núi sông rừng rú vân vân, nhỏ như hạt bụi tí ti, chúng ta đều thấy là duyên hợp, là hư huyễn, không có tự tánh. Cái lớn không, cái bé cũng là không. Như vậy, thấy tổng cùng như vậy, đó là Pháp Đại Thừa xuất hiện. Còn nếu mà thấy cái lớn duyên hợp, còn những cái hạt nguyên tử nhỏ tí ti đó là không phải duyên hợp, thì Pháp Đại Thừa cũng chưa có xuất hiện. Mà quý vị thấy cái lời nói này có phải là chân lý chưa? Bởi vì nếu mà khoa học ngày nay có kiến hiển vi phân tích những cái nguyên tử, ngày xưa tưởng nguyên tử là đơn vị cuối cùng, phải không? Nhưng mà kiến càng có những cái độ thực cao thì thấy nguyên tử còn chia chẻ được nữa. Rồi những cái chia chẻ được đó, nếu có kiến độ cao hơn nữa thì sẽ sao? Chia chẻ hoài, còn có một chút hình tướng là vẫn còn chia chẻ được. Thì như vậy, tinh thần khoa học ngày nay đã chứng minh được điều này. Thì tinh thần Phật học, nhất là tinh thần Đại Thừa, thấy các pháp duyên hợp như quyển, thì cái gì mà duyên hợp mắt còn thấy được thì đều là chưa có thực thể. Nếu có hình tướng là không có thực thể, đều là duyên hợp hư giả, tánh nó là không. Thấy tất cả từ lớn đến bé đều là duyên hợp tánh không, thì đó là tinh thần Đại Thừa. Mà nếu tất cả pháp đều là duyên hợp tánh không thì tâm mình duyên cái gì, dính như cái gì? Dính gì không? Nếu thấy người biết duyên hợp tánh không, thấy cái nhà biết duyên hợp tánh không, thấy tất cả sự vật đều biết duyên hợp tánh không, thì có cái gì đâu để dính mắt? Mà không có gì dính mắt thì đó là xuất tam giới.
Tâm không niệm, không khởi là ra khỏi tam giới. Cho nên ruồng được tất cả cái pháp thế gian sạch rồi thì cái xuất thế hiện tiền. Mà muốn ruồng nó thì phải là kiếm bát nhã, còn thường không thể được. Bởi vậy nên gần đây tôi thấm nhất Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là ruồng sạch để đưa mình tới cái chỗ cuối cùng đó. Vì vậy mà tôi nói năm chót là giảng Kinh Kim Cang rồi nghỉ. Đó là kết thúc đó. Vì ngày xưa tôi cứ lấy làm lạ rằng chư tổ đã nói giáo mãi bị truyền, mà tới lục tổ sao lại giảng Kinh Kim Cang, rồi bắt đồ đệ tụng Kinh Kim Cang. Thì tôi hơi khó hiểu chỗ đó. Nhưng rồi ngay ông lục tổ mình, ông ngộ từ cái Kinh Kim Cang nữa. Thì như vậy mình cũng không có hiểu, đã là giáo ngoại biệt truyền sao lấy kinh làm chuẩn. Nhưng mà sau này càng tu rồi càng thấm, bây giờ mới thấy rõ Kinh Kim Cang là cái môi trường tốt để chúng ta ruồng hết những cái gì dính kẹt ở mình, rồi thì chỉ thẳng cái một, cái nhào vô như lục tổ vậy đó. Không có chặt. Chứ còn không có ruồng thì mình không bao giờ thấy. Không bao giờ thấy thì làm sao đứng được cái chỗ chân thật đó. Đó, đó là cái chỗ quan trọng. Như vậy thì Pháp Đại Thừa xuất hiện khi nào thấy tất cả Pháp không có một Pháp tí ti là thật. Phải không? Không có một pháp tí ti là thật, còn có một pháp là chưa phải thật, chưa phải là Đại Thừa. Bây giờ qua cái đoạn Sư Thượng Đường nói: tích tâm là Phật, trên đến chư Phật, dưới đến các loài bò bay mấy cửa đều có Phật tánh, đồng một tâm thể. Đây là Ngài lên Ngài giảng, Ngài nói cho đồ đệ nghe đó. Ngài nói tức tâm là Phật, trên đến chư Phật, dưới đến các loài bò bay mái cửa đều có Phật tánh, đồng một tâm thể. Như vậy thì ai cũng có Phật cái trên, chứ không riêng gì người nào. Ai có tâm tức là người đó có Phật. Mà tâm là cái biết, thì ai có biết thì người đó có Phật. Bây giờ toàn thể quý vị ngồi đây có người nào không biết không? Có người nào không biết đưa tay tôi coi. Thôi ai cũng Phật hết trơn rồi, phải không? Ai cũng biết thì tức là ai cũng Phật. Lo gì không thành Phật, mà chỉ lo rằng mình nhiều tâm quá không thành Phật thôi. À, sở dĩ Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang chỉ truyền một tâm pháp, chỉ thẳng tất cả chúng sanh xưa nay là Phật, chẳng nhờ tu hành. À, xưa nay là Phật, chẳng nhờ tu hành. Cái câu này nghe khó hiểu quá. Xưa nay là Phật mình hiểu được, chẳng nhờ tu hành thì sao? Ai không nói nhờ tu thành Phật? Mà tại sao đây dùng từ không nhờ tu hành? Bởi vì tu mà được á, tu mà thành thì ông Phật mới sinh diệt. Tu là hành động, là cái tâm lực của mình, cái sinh diệt, nghĩ thiện, nghĩ từ bi, nghĩ tất cả. Mà nếu cái đó để kết quả thành ông Phật không sanh diệt thì không được, phải không? Cho nên chúng ta tu không phải tu để thành Phật, mà tu để làm gì? Quý vị trả lời cho câu đó. Như người ta thường hay nói, cái kiến bị bụi đóng dơ. Như giờ mình nói lau kiến hay lau bụi? Lau kiến hay lau bụi? À, chứ thường thường hay nói kiến dơ quá, lấy vẽ lau kiến cho sạch, phải không? Kiến dơ lau cho nó sạch, thì cái lối thông thường thấy nói như vậy.
Nhưng mà sự thật kiếm không có dơ, tại bụi đóng, phải không? Bụi đóng bây giờ mình lau là lau bụi chứ không có phải lau kiến. Nhưng mà tại bụi đóng trên mặt kiến, vừa không thấy hình ảnh mình nói kiến nó dơ. Bây giờ lau hết bụi thấy nó sáng, hình ảnh hiện vô thì nói kiến nó mới sáng. Và phải mới sáng hay không? Nó là sáng sẵn. Thì như vậy cái lau đó là lau gì? Nếu nói rằng tôi lao cái kiến được sáng, trúng thì trạch. Nói đó là không trúng rồi, phải không? Mà chỉ có nói rằng tôi lao hết bụi, kiến nó hiện ra ánh sáng. Thì cái hiện ánh sáng là do mình lao hết bụi. Công mình là không lao bụi chứ không lao kiến, phải không? Cái tu mình cũng vậy. Tu là dẹp phiền não, tu là dẹp vọng tưởng, chứ không phải tu để thành Phật. Thì Phật đã sẵn rồi. Bây giờ mình tu là dẹp cho hết phiền não, hết vọng tưởng, cái đó nó sạch rồi thì ông Phật hiện ra. Thì không phải mình tu mới thành ông Phật có đó, phải không? Cũng như người ta đúc tượng hay đắp tượng, đắp rồi từng miếng từng phần rồi ráp lại thành ông Phật, thì cái đó là làm thành. Còn cái này tu là dẹp phiền não, dẹp vọng tưởng hết, rồi thì cái sáng sẵn là ông Phật của mình hiện ra. Thì cái đó không phải làm thành ông Phật. Quý vị chịu cái đó không? Mới nghe thì khó hiểu thiệt. Nói tu mà thành Phật là không được. Cho nên nói rằng chẳng nhờ tu hành, Phật mà không chẳng nhờ tu hành thì nó hơi vô lý. Nhưng thiệt, Phật mà do tu hành được là Phật sinh diệt. Nhớ cũng như bụi, nó dính mình chùi, nó có bụi, sạch bụi, chứ đâu phải là cái kiến sáng và tối. Tối là tại bụi che, sáng là tại bụi hết. Chứ còn không phải cái kiến hồi chưa lao nó tối, bây giờ lao rồi nó sáng, không phải vậy, phải không? Đó, cái tánh giác sẵn của mình cũng như vậy, đã có sẵn, nhưng mà bây giờ vọng tình nó che phủ, không một phút giây nào qua mà nó được lắng lặng. Cho nên bây giờ ráng ra công để mà dẹp bỏ nó, cho nó lắng lặng lại, thì cái tánh giác nó hiện ra. Thực tình cái sự tu hành để chúng ta thấy như là cái chuyện hết sức là khó, mà biết lại thì nó cũng hết sức là dễ. Sao không dễ, sao không khó? Bởi vì chúng ta quen cái thói nghĩ suy rồi. Có người nào mà một giờ ngồi chơi mà không nghĩ cái gì được không? Hay là ngồi hết chuyện này tới chuyện kia nối tiếp liền liền, hết xóm này tới xóm kia bà con tới nói chuyện hoài. Quý vị có vậy không? Có bà con tới nói chuyện liên miên không? Bởi vậy cho nên rồi có rảnh phút giây nào mà thấy được cái thật của mình. Như giờ đây, chỉ một cái từ chối tôi không tiếp với anh nữa, phải không? Ra tới tôi không tiếp. Như vậy thì cái chuyện từ chối giờ ở cái đó gì đó. Nghe tới từ chối tôi không tiếp. Thì như vậy là riết rồi thì họ không tới nữa, thì tự nhiên là mình thảnh thơi. Ông chủ nhà thảnh thơi, được hiện tiền. Dễ hay khó? Nghĩa là phải chi mà cắt tay chặt chân gì đó là khó, phải không? Chỉ từ chối không tiếp khách nữa thôi à. Dĩ nhiêu đó mà không chịu từ chối, tại thương khách quá, phải không? Khách chưa tới mà rủ kêu rồi. Đó, vì vậy mà rồi chúng ta khó. Như vậy thì tôi khuyên quý vị tu là gì? Là từ chối không tiếp khách chứ có gì. Vừa giấy lên thì dọn, tôi không có theo, tức là không tiếp chứ có gì đâu. À, như vậy thì có bao nhiêu đó làm hoài, chuyện nó nhẹ nhàng thảnh thơi làm sao. Chứ nói tu mà lại một đêm mấy ngàn lại thì nó nhọc, hoặc là tụng mấy quyển kinh thì nó nhọc. Ở này cứ từ chối chú vậy thôi, ai tới vậy thôi, tôi không có chơi, tôi không tiếp rồi. Thì họ tới nhiều mình cứ không tiếp hoài thì tất nhiên mình không có khách. Như vậy 10 người tới mà mình không tiếp thì mình có khách hay không có khách?
tại vì người ta tới mình tiếp thì tức là có khách. Như vậy thì cả ngày bao nhiêu vọng tưởng phiền não nó dẫn tới mà mình không theo nó thì mình đang khỏe khoắn, đâu có gì. Trừ phi mình theo, thí dụ mình đang ngồi mà nhớ hôm kia cái anh đó hay cái chị đó nói một câu dễ ghét quá, vừa nhớ cái đó cái ôm cái câu đó lại, ôm cái câu đó lại rồi cái suy nghĩ bây giờ phải gặp người đó phải đáp lại bằng câu nào cho xứng đáng hơn, cho mạnh hơn, cho đáng cho họ phải tức, phải khổ bằng 10 lần mình. Cứ suy nghĩ vậy thì hết bao nhiêu giờ? Nhiều khi ngồi lát rồi cái đi đâu mất tiêu, mất hồi nào không hay, giật mình thức dậy cái thì nhớ lại mất hết nửa tiếng 15 phút đó. Giờ đó giờ tu không? Bây giờ chú nào tới vừa thấy mặt cái tôi không tiếp, lắc đầu tôi không tiếp rồi đó. Thì rồi chú khác mình cứ vậy không tiếp riết thì cả ngày tuy khách tới nhiều mà mình không dính với chú khách nào hết đó. Còn nếu mình tiếp ai đó thì tức là mắc kẹt là dính. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái ý nghĩa tu rất là dễ, nhưng mà người ta nói rất là khó là bởi vì mình không có nỡ từ chối đó. Khách thân quá không nỡ từ chối vì vậy mà cứ bị khách đi dẫn đi hoài. Sở dĩ Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang chỉ truyền một tâm pháp, chỉ thẳng tất cả chúng sanh xưa nay là Phật, chẳng nhờ tu hành, chỉ như hiện nay biết nhận tâm mình, thấy bản tánh mình, chớ cầu cái gì khác. Thế nào biết tâm mình? Chính hiện nay nói năng đó tức là tâm ông. Nghe câu này đúng là cái chỗ Mã Tổ đáp ngài Huệ Hải, phải không? Hãy thế nào là kho báu nhà mình của con, cái ông nói biết hỏi ta đó à. Như vậy thì cái nói chuyện của mình đó là cái gì? Hồi nãy tôi nói người nghe pháp, bây giờ người nói nếu không có cái biết thì làm gì biết nói, phải không? Không có cái biết gì làm gì biết nghe. Cái biết nói, cái biết nghe không phải là cái lỗi, mà lỗi tại khi nói, khi nghe mình suy gẫm để luận bàn, khen chê phải quấy tốt xấu. Đó, cái đó mới là cái lỗi. Nếu không nói năng cũng không có tác dụng của tam thể thì giống hệ như hư không, không có tướng mạo, cũng không chỗ nơi, cũng không một bề là không hay có, cũng không thể thấy. Đó. Nếu mình biết nói, biết nghe nhưng mà không có chuyện để nói, không có việc để nghe, thì lúc đó cái hay nói, cái hay nghe của mình nó không có tướng mạo, nó không có hình dáng gì hết. Vì vậy mà nói đồng với hư không đó. Mà trong đó nó không có cái có hay cái không. Tổ sư nói chân tánh tâm địa tàng, không đầu cũng không đuôi, ứng duyên mà quá vật, phương tiện gọi là trí. Nếu khi chẳng ứng duyên không thể nói là có là không, chính khi ứng duyên cũng không dấu vết. À, như vậy thì chư tổ nói rằng cái chân tánh, cái tâm địa, cái kho tàng tâm địa đó, không đầu không đuôi. Chữ tâm địa tàng, chữ tàng này là cái kho đó, cái chân tánh, cái kho tâm địa, không đầu cũng không đuôi, ứng duyên mà quá vật, phương tiện gọi là trí. Đó, thí dụ như tâm mình nó là thanh tịnh, là thường hằng. Bây giờ có cái cảnh đến, hoặc là cái cảnh sang, hoặc là cảnh hèn, mà nó đến mình biết tất cả cảnh đó đều tánh không,
duyên hợp giả có, thì đó là ứng duyên quá vật phương tiện, gọi đó là trí. Có thấy cái sang, có thấy cái hèn, nhưng mà đều biết là tánh không, duyên hợp quyển quá, thì đó là trí. Trí tùy duyên mà giấy động, giấy động trong cái trí tuệ chứ không phải trong cái mê lầm. Nếu khi chẳng ứng duyên, không thể nói nó là có là không. Bởi vì khi không ứng duyên thì cái tánh giác tri của mình nó không tướng không mạo. Vì không tướng thì không thể nói có, không hình dáng cho nên không thể nói không. Không thể có, không thể không là vì không có hình tướng mà hằng tri, hằng giác, cho nên không thể không được. Chính khi ứng duyên cũng không dấu vết, ở khi mà tùy duyên ứng hiện cũng không thấy dấu vết. Tại sao? Vì biết tất cả cái pháp đều là duyên hợp hư ảo, có cái gì thiệt mà dính mà mắc. Đã biết như thế, hiện nay chỉ nhằm trong không chỗ nương tựa, tức là đi con đường chư Phật kinh nói, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia nữa. Ở đây nói là mình đã biết được như vậy, thì hiện nay chỉ nhằm trong không chỗ nương tựa, tức là không cái chỗ nào là cái chỗ thật để mình nương, để mình tựa, tức là đi con đường chư Phật. Nó không có một cái thật để mình dính mắc thì mình đi đường chư Phật. Nên dẫn kinh Kim Cang nói rằng ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm đó, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Nên là không có dính mắc sáu trần mà sanh cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất cả chúng sanh luân hồi sanh tử do ý duyên tâm chạy rong ra ngoài, nơi sáu đạo không dừng, đến phải chịu các thứ khổ. Kinh Tịnh Danh nói, người khó giáo hóa tâm như khỉ vượng, cho nên dùng bao nhiêu thứ pháp chế ngự tâm kia, nhiên hậu mới điều phục. Nà, ở đây nói cái dở của phàm phu chúng ta, tất cả chúng sanh luân hồi trong sanh tử là do ý duyên tâm chạy, ý duyên theo cảnh, tâm chạy rong theo cảnh, nơi sáu đạo không dừng, nơi sáu đạo tức là đi trong lục đạo không dừng, đến phải chịu các thứ khổ. À, như vậy thì chúng ta sở dĩ chịu khổ là do ý duyên tâm chạy mà không có dừng luân hồi trong lục đạo. Đây mới dẫn trong kinh Tịnh Danh, từ kinh Duy Ma Cật nói, người khó giáo hóa tâm như khỉ vượng, sở dĩ người ta khó dạy khó bảo bởi vì tâm họ chạy nhảy như khỉ như vượng, cho nên dùng bao nhiêu thứ pháp chế ngự tâm kia, nhiên hậu mới điều phục. Bởi tâm mình chạy như khỉ như vượng, cho nên Phật Tổ mới dùng đủ thứ phương tiện để mà chế ngự nó. Nào là dùng phương pháp như là kháng phải đau, hay là biết vọng không theo, hay là niệm Phật để mà dừng nó, chặn nó. Như vậy thì mọi thứ phương tiện là để chế ngự cái tâm như khỉ như vượng của mình chứ không gì lạ. Mà nếu tâm đó dừng thì tất cả pháp cũng đều theo đó mà lặng. Nên nói tâm sanh các thứ pháp sanh, tâm diệt các thứ pháp diệt. Bởi vì tâm sanh cho nên dùng các pháp để mà điều trị nó. Còn tâm mà diệt rồi thì các pháp đó cũng bỏ luôn, nó không còn. Cho nên biết tất cả pháp đều do tâm tạo, cho đến trời, người, tu la, địa ngục, sáu đạo trọn do tâm tạo. Thì như vậy tất cả pháp thế gian, lục đạo luân hồi đều do tâm mình mà ra chứ không có đâu hết. Vì tâm mình nghĩ cái gì nó đi đường đó, tâm mình theo hướng nào nó đến hướng đó, chứ không có cái gì khác. Hiện nay chỉ học không tâm, chống dứt các duyên, chớ sanh vọng tưởng phân biệt, không người không ta, không tham không sân, không yêu không ghét,
không hơn không thua. Đó. Bây giờ chỉ chúng ta khéo tu là phải dứt các duyên, mà dứt các duyên thì đừng sanh vọng tưởng phân biệt. Và không phân biệt thì không thấy có người thiệt, có ta thiệt, không thấy tham sân, không có yêu không ghét, không thấy hơn không thấy thua, tất cả cái đó biết nó là như quyển không thiệt, thì đó là cái tâm nó sẽ dừng. Trừ hết những thứ vọng tưởng này, tánh tự xưa nay thanh tịnh, tức là tu hành pháp Bồ Đề Phật. Nếu mà người nào trừ hết những thứ vọng tưởng hơn thua phải quấy hư thực vân vân, thì tánh mình từ xưa đến nay nó là thanh tịnh, nó hiện tiền. Mà tánh nó hiện tiền thì đó là tu hành pháp Bồ Đề, tu hành pháp Phật. Nếu người hỏi ý này, dù ông học rộng, siêng năng khổ hạnh tu hành, ăn cây mặc lá mà không biết tâm, đều gọi là hạnh tà, sau này sẽ thành thiên ma ngoại đạo. Và các vị thần trong nước trên đất tu hành như thế sẽ có lợi ích gì? Ngài chỉ thẳng, nếu mà mình không nhận được cái ý trên dạy tu Bồ Đề Phật rồi đó, thì mình lo học cho nhiều, mình siêng năng tu khổ hạnh, nào là ăn lá cây, ăn cỏ, mặc lấy lá kết làm đồ mặc, mà không biết tâm thì đều gọi là hạnh tà. Hành động rất là nhọc nhằn, rất là khổ sở mà không nhận được bản tâm, thì tất cả các hành động đó là hạnh tà. Mà những người đó chết sẽ đi đâu? Sẽ thành thiên ma, thành ngoại đạo. Và các vị thần ở trong nước, ở trên đất, như vậy thì tu hành như thế sẽ có lợi ích gì? Tu mà để rồi thành thiên ma, thành ngoại đạo, thành thần ở trên núi, trong rừng, hoặc là ở những cái sông biển v.v. thì hỏi tu để làm gì? Ngài Chí Công nói, bản thể là tâm mình nhận, đâu thể trong văn tự tìm. Nếu bản thể chân thật là ở nơi tâm mình khéo nhận ra, khéo thấy được, chứ đâu phải nó nằm ở trong văn tự, trong chữ nghĩa. Nay chỉ nhận tâm mình, dừng bạc nghĩ tính, vọng tưởng trần lao tự nhiên không sanh. Canh tịch kinh Tịnh Danh nói, chỉ để một giường bệnh mà nằm, tức là tâm không khởi vậy. Đó. Ở đây nói rằng chỉ mình nhận được tâm mình, dừng bạc những cái suy nghĩ tính toán, đó, vọng tưởng trần lao tự nhiên không sanh. Đó, như vậy thì giống như trong kinh Tịnh Danh nói, chỉ để một giường bệnh mà nằm, tức là ông Di Ma Cật, người khi ông bệnh thì trong nhà ông dọn dẹp hết, để có cái giường bệnh ông nằm giữa nhà thôi. Thì Phật mới dạy các vị Bồ Tát La Hán đến thăm, thì như vậy lại thì thấy ông nằm một mình trên cái giường bệnh. Đó là để biểu trưng rằng cái tất cả đều dứt hết, chỉ còn một cái tâm chân thật đó thôi. Nên nói một giường bệnh tức là tâm không khởi vậy, nên nằm thẳng một mình đó, tức là một tâm không dấy động. Đó là ý nghĩa trong kinh Di Ma Cật. Nay nằm bệnh, các phan duyên đều dứt, vọng tưởng diệt sạch, tức là Bồ Đề. Bây giờ mình chỉ còn một cái tâm yên lặng, mọi sự phan duyên dứt, vọng tưởng sạch, đó gọi là Bồ Đề. Nếu trong tâm lăng xăng chẳng định, dù học đến các vị tam thừa tứ quả thập địa, chỉ là đến trong chỗ phàm thánh mà ngồi, các hạnh đều trở lại vô thường, thế lực đều có khi hết. Ví như bắn tên trong không, sức đẩy hết lại rơi xuống đất, trở lại vào sanh tử luân hồi. Người tu hành như thế không hiểu ý Phật, luống chịu khổ nhọc, đâu không phải lầm to.
Ở đây Ngài nói rằng nếu chúng ta không có dứt hết vọng tưởng, không có thấy được, nhận được Bồ Đề, nếu trong tâm mình lăng xăng không có định, dù mình học cho tới tam thừa tứ quả thập địa chỉ là chỗ trong chỗ phàm thánh mà ngồi, tức là còn ngồi trong cái sinh diệt đối đãi, cho nên đã nó là vô thường. Bởi vì quý vị nhớ cái tu, nhiều khi có những người không hiểu nó tại sao mà có quả này vị kia. Ví dụ trong các vị Bồ Tát thì nào, tam hiền thập thánh, phải không? À, tam hiền thập thánh đủ hết, thì mỗi một bậc qua rồi bỏ, bỏ rồi qua bậc khác, bậc khác qua rồi bỏ, cứ như vậy. Tu đó gọi là tu gì? Tu trong cái vô thường, phải không? Đó. Được rồi phải bỏ, được rồi phải bỏ, như vậy đi mãi cho tới chỗ cứu kính là cái chân thật bất sanh bất diệt. Thì bây giờ mình ngay cái bất sanh bất diệt mà mình nhận nó, rồi mình sống với nó, thì nó khỏi qua tất cả cái cấp bậc. Như vậy đường nào gần đường nào xa, chắc là đi từng cấp bậc thì nó quanh co, phải không? Nó lâu, còn đi thẳng đó thì nó dễ. Cho nên đây nói rằng đốn ngộ đi thẳng chứ không có theo cấp bậc. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái ý này thì mình biết rằng cái tu là một cái đi thẳng, cái nhảy vọt, chứ không có theo thứ lớp. Dẫn Ngài Chí Công nói, Ngài Chí Công nói: chưa gặp thầy sáng ra đời, uổng uống thuốc pháp đại thừa. Tức là nếu mình tu mà không gặp những bậc thầy sáng để chỉ thẳng cho mình thì uổng uống thuốc pháp đại thừa. Dù tu pháp đại thừa mà cũng không có được cái tâm đại thừa. Hiện nay chỉ trong tất cả thời, đi đứng ngồi nằm, chuyên học không tâm, không phân biệt, không nương tựa, không trụ trước, trọn ngày mặc tình lặng lẽ, giống hệt người ngu. Người đời hoàn toàn không biết ông cũng chẳng cần dạy cho người biết hay chẳng biết. Tâm như hòn đá nhẵn, không tì vết, tất cả pháp vượt qua tâm ông không phủng, cao vót không dính mắt. Như thế mới có ít phần tương ưng. Đó. Ở đây Ngài dạy mình tu thảnh thơi quá chừng. Quý vị thấy tu cách này có thảnh thơi không? Hiện nay chỉ trong tất cả thời, đi, đứng, ngồi, nằm, chuyên học cái không tâm. Cái không tâm học làm sao ha? Nếu học không tâm là học làm sao? Phải học thuộc lòng sao đây? Như vậy không tâm mà phải học. Học tức là mình tập buông nó, bỏ nó là học không tâm chứ gì, phải không? Buông nó, bỏ nó, không theo nó là học không tâm. Chứ đừng nói học không tâm, có hai chữ không tâm phải học hoài, mà là phải buông, phải bỏ, tức là học không tâm. Rồi không phân biệt, không tựa, không trụ trước, không nương tựa, không trụ trước, không cho dính mắc cái gì hết, trọn ngày mặc tình lặng lẽ. Như vậy nếu mình suốt ngày không dính, không kẹt, không suy nghĩ, không tính toán, ngày đó mình khổ hay là vui? Thánh thơi tuyệt rồi, phải không? Nào, như vậy thì có người nào ở đây mà không muốn thánh thơi không? Có không? Ai cũng muốn thánh thơi, tại sao không làm việc đó mà cứ ngồi lại cái nhớ chuyện bên kia, bên nọ, anh này phải kia quấy gì, nhớ tứ tung, phải không? Như vậy mà nhớ tứ tung rồi cái đầu mình nó thảnh thơi không? Rồi lát là đau đầu đó. Như vậy thì cái nào nên làm, cái nào không nên? Ai cũng đòi thảnh thơi thì phải làm cái việc thảnh thơi, phải không? Còn ai mà họ chịu phiền lý thì họ làm việc phiền lý. Mình muốn thảnh thơi mà đeo đuổi cái phiền lý thì có phải là sai lầm đó. Như vậy thì khi mà mình được mặc tình lặng lẽ, giống hệt người ngu, người đời hoàn toàn không biết ông,
cũng ông cũng không cần dạy cho người người biết hay không biết hay chẳng biết. Nghĩa là mình tâm mình nó rỗng lặng, không có dính kẹt cái gì hết, thì người ta thấy mình như người khờ người ngu. Thì họ nói mình người khờ người ngu thì cũng không cần phải cả chánh rằng mình không phải khờ không phải ngu, thì cứ vậy mặc trình thôi. Đó. Rồi lúc đó tâm mình cũng như một cái hòn đá cuội á, nó lắng lắng lừ mà không có gì dính được hết. Tất cả pháp vượt qua tâm ông không phủng, không có gì soi phủng được nó. Cao vót không dính mắt, như thế mới có ít phần tương ưng. Tu vậy đó mới là thích hợp với cái pháp thân, cái bản tánh của mình. Còn tu mà lăng xăng lộn xộn nó không hợp chút nào hết. Thì bây giờ quý vị có ai hợp được chút chút chưa? Hợp chút chút chưa? Chừng nào mình ngồi tu mà có người ai đi ngang đó, cái ông nó tu ngu si không biết gì hết mà nó cũng êm, nó không có bị cục cưa nhúc nhích gì ở trong đó, thì khá rồi đó. Chứ ngồi tu mà người ta đi ngang ta khen, à thầy nó tu thật là miên mật, thì nó cũng hơi thích thích một chút, thấy không? Còn nói ông thầy đó, ông tu ngu si không biết gì hết, cái nghe nó cũng hơi đau đau một chút. Thì đó là có bị tì, bị vết rồi đó, nó soi phủng rồi đó. Bây giờ sao mà mấy cái ta tới mình vẫn thản nhiên tự tại, đó là cái hòn đá mình nó nhẵn, không có ai mà dùi soi gì phủng được hết. Đó mới được ít phần tương ưng. Vượt qua được cảnh giới, cảnh tam giới gọi là Phật ra đời. Tâm tướng không chải gọi là trí vô lậu. Đây là hỏi thế nào là Phật ra đời, là khi nào mình tu tâm không còn khởi niệm để đi trong tam giới nữa thì đó là Phật ra đời. Hỏi tu thế nào được trí vô lậu là tâm tướng không chải tức là không dính, gọi là trí vô lậu. Không người nghiệp địa ngục, không khởi tất cả tâm, các duyên hết chẳng sanh, tức thân tâm này là người tự tại. Nghĩa là tất cả nghiệp mình đều không tạo, mà không tạo thì mình được tự tại, cho nên gọi là người tự tại. Không phải một bề không sanh, chỉ là tùy ý mà sanh. Kinh nói Bồ Tát ấy vậy. Khi tất cả mình không còn giấy khởi niệm, nhưng mà tới đó đừng gọi là mình không còn gì hết. Nếu mà gọi là không còn gì hết đó là sai lầm. Lúc đó nó vẫn còn có cái ý sanh thân. Ý sanh thân là sao? Tức là mình nghĩ độ chúng sinh ở cõi nào thì hiện thân ở cõi nấy độ. Cho nên gọi là Bồ Tát có ý sanh thân. Chứ đừng nói khi tâm ý thanh tịnh trọn vẹn, không còn một niệm gì là hết. Không phải vậy. Mà tùy duyên, nếu thấy chúng sinh ở nơi nào đáng độ thì vừa giấy niệm đến độ, thì có cái thân ở cõi đó gọi là ý sanh thân. Nếu như chưa lãnh hội, không tâm chấp tướng mà tạo tác, đều thuộc về nghiệp quỷ, cho đến làm Phật sự tịnh độ thải đều thành nghiệp, gọi là Phật chướng. Cái chỗ này nó hơi mít lòng chút, mà mít lòng không phải tôi nghe, là nếu ai có rầy rầy nghe Hoàng Bá chứ không đừng là tôi. Vì nói thì tôi lặp lại thôi. Nói rằng nếu mình không có hiểu được cái, chưa lãnh hội được cái ý này, cái ý không tâm này, chấp tướng mà tạo tác đều thuộc về nghiệp quỷ. Nghĩa là làm tất cả mà chấp tướng, cho đến làm Phật sự tịnh độ thải thành nghiệp, gọi là Phật chướng. Bởi vì tịnh độ là mình tu để tịnh cái nghiệp của mình. Nghiệp mình tịnh thì sanh cõi tịnh. Thì như vậy sanh cõi tịnh chưa phải là thể nhập pháp thân. Đó. Vì vậy mà qua tịnh độ còn tu nữa rồi mới chứng vô sanh pháp nhẫn đó. Đó, hiểu vậy. Chứ nhiều người cứ nói tôi tu tịnh độ chết rồi Phật đón về bên cực lạc, còn ông tu thiền chết không biết đi đâu.
phải không? Lang thang, chắc là làm lang thang không có chỗ được đó. Đó là cái hiểu rất là lầm lẫn, bởi vì nói tới cái niết bàn là vô sanh. Vô sanh thì tâm không còn dính kẹt thì đó là vô sanh. Vô sanh thì cái Phật tánh nó hiện ra thì đó là giải thoát sinh tử, là niết bàn. Còn nếu mình còn có một niệm cầu sanh nơi này nơi kia thì phải sanh, sanh rồi phải tu nữa thì lần lần mới tới cái quả cứu kính. Vì chướng tâm ông nên bị nhân quả quản thúc, đứng đi đều không có phần tự do. Đó, vì trong tâm mình nó còn chướng, còn dính mắc, cho nên bị nhân quả nó quản thúc, đứng đi đều không có phần tự do. Thì cái chỗ này quý vị thấy rất là dễ hiểu. Như chúng ta có một người nào mình không bằng lòng mà mình muốn đi lại cái con đường đó, mà thấy họ đứng đằng kia thì sao? Thấy cái bọn nó hơi không bằng, không muốn đi rồi, phải không? Nó chướng, bởi vì trong tâm mình không vừa ý thì nó có cái chướng liền. Đó. Còn nếu mình có bằng lòng người nào đó, mình chưa muốn đi đường đó mà thấy họ đứng đằng kia thì mình sao? Mình cũng muốn tò mò lại, thì như vậy cũng là tâm mình, phải không? Như vậy có khởi niệm thì nó là dẫn mình đi đường này hoặc đường nọ. Còn nếu mình không tâm thì người ta mình cần đi thì đi, không cần thì thôi, không có gì vướng bận hết. Đó là cái chỗ mà rất là rõ ràng. Cho nên khi có cái chướng đó là bị nhân quả quản thúc, cái nhân mình ghét họ thì gặp họ mình khó chịu, người ta đi tới đó thì thấy khó. Còn nếu cái nhân mình mến họ thì thấy họ cái nó hút mình tới, thì như vậy cả hai đều là do nhân quả nó quản thúc mình hết, do đó nên mình mất tự do. Vì thế pháp Bồ Đề vốn không phải có, Như Lai nói ra đều vì giáo hóa người, ví như cầm lá vàng nói là vàng để dỗ trẻ con khóc. Cho nên thật không có pháp gọi là A Nậu Bồ Đề này. Cái pháp Bồ Đề nó không có thiệt, nó không phải thiệt có, mà Đức Phật vì giáo hóa người cho nên rồi Ngài phải nói đây là pháp Bồ Đề tâm, kia là cầu Bồ Đề quả gì gì đó, thì cái đó là một phương tiện thôi. Ví như mà cầm lá vàng nói để vỗ trẻ con khóc, thì trong kinh thường hay ví dụ này, nói bà mẹ bà sửa sạm đi chợ, đi có đứa bé nhỏ nó ở trong nhà, nó thấy mẹ sửa sạm đi cái nó đòi đi, không cho đi cái nó khóc. Nó khóc và mẹ không biết làm sao, cái lượm cái lá vàng ở ngoài đưa, đây đây cho con vàng đây, con lấy ra. Cái nó nghe nó có vàng nó mừng quá, nó hết khóc. Nhưng mà mở tay ra thấy cái lá vàng chứ không có vàng. Cũng vậy, Phật nói tất cả pháp là phương tiện độ chúng sinh, cho nên trong kinh thường nói pháp của Phật là ngón tay chỉ mặt trăng, phải không? Ngón tay chỉ mặt trăng thì ngón tay có phải mặt trăng không? Mặt trăng là chỗ cứu kính, chỗ chân thật. Nhưng muốn thấy được cái đó buộc lòng nương ngón tay mà thấy, nương ngón tay thấy, chứ đừng nói ngón tay là mặt trăng. Mà mình bây giờ ngón tay là mặt trăng hết trơn. Nói tới tu á thì phải tụng kinh, mà tụng kinh gọi đó là tu, mà tụng kinh tức là ngón tay, phải không? Rồi cứ lấy cái đó làm cái sở trường mà không biết rằng kinh Phật muốn chỉ mình cái gì. Nương lời Phật dạy mà nhận được cái bản tâm của mình, thấy được Phật tánh của mình, thì đó là đúng dùng cái phương tiện để mà đạt cứu kính. Còn này rồi Phật nói ra, mình đọc lại Phật nghe, cứ làm vậy hoài. Thầy nói, trò học, học thuộc lòng đọc lại thầy nghe. Cứ như vậy làm hoài, thầy trò không biết đi tới đâu. Đó là cái chuyện mà hiện giờ chúng ta đang làm. Như vậy mới thấy rằng cái gốc của đạo không phải là ở chỗ ngôn ngữ, ở chỗ kinh điển,
mà từ ngôn ngữ, từ kinh điển chỉ cho chúng ta, chúng ta phải nhận được cái gốc đó, mà gốc đó là tự tâm đó. Mà tự tâm mình là tánh bồ đề mà mình không biết, mà mình cứ chạy theo ở ngoài, thì cái đó là cái sai lầm. Cho nên mới nói rằng không có pháp gọi là a nậu bồ đề. Phật nói a nậu bồ đề mà Phật nói không có pháp. Nếu đã lãnh hội được ý này, đâu cần phải ở chỗ riêng rẽ, chỉ tùy duyên tiêu nghiệp cũ, lại chớ tạo nghiệp mới, trong tâm sáng rỡ. Nên nói khi xưa thấy biết cần phải dẹp sạch. À, ở đây nói rằng khi mà mình lãnh hội được cái ý dạy ở đây rồi, thì mình cũng không cần phải ở riêng một mình chỗ vắng, mà chỉ tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Đó, tùy duyên tiêu cựu nghiệp, phải vậy không? Rồi gì nữa? Tùy duyên tiêu cựu nghiệp, nhậm vận trước y sim. Đó, thì như vậy thì ở một mình cũng được, vô thác ngồi mình cũng tốt, ra thác tùy chúng sanh, tùy huynh đệ cũng tốt, ở đâu cũng là tùy duyên thôi. Chứ còn đòi phải ở trong thác mới tu, ra ngoài tu không được thì cái đó có tùy duyên không? À, còn người ở ngoài lăng xăng thấy khỏe, vô thác có bó buộc quá, không dám nhập thác, có tùy duyên không? À, thành ra chúng ta phải sống tùy duyên, ở chỗ vắng một mình tốt, ra song sáo hợp tác huynh đệ cũng tốt, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, phải không? Hồn nhiên mặc áo xiêm đó. Làm sao mà hai câu đó quý vị thuộc lòng? Thuộc lòng mà không phải thuộc lòng. Thuộc lòng tức là thực hành luôn luôn mỗi ngày, chứ không phải nói thuộc lòng lúc nào cũng đọc câu đó phải. Tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Thì bây giờ tôi nói cái thí dụ tùy duyên tiêu nghiệp cũ cho mấy mình để thấy. Như lúc trước mình hơi vô ý, mình có làm mít lòng một huynh, bị người ta buồn, ta phiền. Rồi bây giờ mỗi khi thấy mặt mình, nếu không nói thì ngó ngang thôi, không bao giờ vui hết. Thì mình giờ sao đây? Thì người ta thấy mình ta không có vui nhìn mình, thì mình cứ vui chào người ta, phải không? Người ta không nhìn mình thì mình chào người ta, rồi lâu lâu riết rồi cái mình chào riết rồi người ta bỏ, ta hết giận, phải không? Còn thấy người ta không nhìn mình cái mình cũng ngó ngang chỗ khác, thì chừng nào hết nghiệp cũ. Đó, thì như vậy đó là cái tu đó, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, chứ không phải tùy duyên ta chào mình chào lại, không chào thôi bỏ đi, không phải vậy. Mình có cái nghiệp cũ rồi, gặp cái duyên thì mình phải khéo xử để cho nghiệp nó mòn, nó mất đi. Đó là tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Còn hồn nhiên mặc áo xiêm, tức là mặc áo ăn cơm một cách thanh tịnh, yên lặng, không có dính một niệm nào, nghĩ suy nào, đó là trúng. Nếu mà ai tùy duyên tiêu nghiệp cũ rồi, lại chớ tạo nghiệp mới, trong tâm sáng rỡ. Nên nói khi xưa thấy biết cần phải dẹp sạch, tức là tất cả cái thấy biết trước kia ngày nay phải dẹp sạch hết. Mà ở đây cái câu mà nói chớ tạo nghiệp mới, cái đó là cái khôn ngoan đó. Nghiệp cũ mình tùy duyên cho nó tiêu, nghiệp mới đừng tạo nữa. Chứ còn người ta giận mình, mình khỏa lấp lần lần người ta bớt giận, mai mốt chọc nữa thì sao? Phải không? Thì chừng nào hết. Cho nên bớt rồi thì thôi, đừng có tạo thêm nữa. Trong tâm mình mới sáng rỡ. Cho nên nói là khi xưa thấy biết cần phải dẹp sạch tất cả những cái niệm buồn thương giận ghét trước đó, dẹp sạch hết. Kinh Tịnh Danh nói trừ bỏ đã có, tức là trừ bỏ tất cả cái gì đã có trước kia, giờ dẹp trừ sạch hết. Kinh Pháp Hoa nói trong 12 năm thường dạy trừ phẫn. Đó, chàng Cùng Tử trở về
quê gặp cha mà ông cha chưa dám nhìn, chưa dám nhìn ông cha, thì ông cha ông biết mà ông không có trực tiếp, không có trực tiếp làm gì, mà bảo cái chú, bảo cái chú làm thư ký đó, dạy nó 12 năm gánh phân, dẹp phân cho sạch. Ở sở dĩ trong kinh nó nói 12 năm dẹp phân cho sạch đó là để chỉ cho tất cả cái cũ đều phải bỏ hết, bỏ hết, sạch trơn hết. Chỉ là trừ bỏ chỗ thấy biết trong tâm, lại nói dẹp trừ phẫn hí lượng, tức là tất cả những trò đùa cợt đó phải dẹp bỏ hết. Vì thế Như Lai tàng vốn tự không lặng, trọn không dung chứa một pháp, nên kinh nói cõi nước chư Phật cũng đều không. Đó. Như vậy thì trong kinh dạy rằng mình dẹp hết tất cả những cái dính mắc từ xưa đến giờ. Vì vậy mà nói trong cái Như Lai tàng, tức cái kho Như Lai vốn không, vốn tự không lặng, đó, rỗng không, vắng lặng, trọn không dung chứa một pháp, nên kinh nói cõi nước chư Phật cũng đều không, không có dính mắc một cái gì. Nếu nói Phật đạo tu học mà được thấy biết như thế, hoàn toàn không liên hệ, hoặc tạo một cơ một cảnh nhướng mà chớp mắt, chỉ vì đối người đương cơ nói để khế hội, được chứng ngộ thiền lý, chợt gặp một người không hiểu bèn nói, trọn không biết đối cơ người kia. Nếu họ được đạo lý trong tâm liền hoan hỷ, nếu bị người khác chiếu phục không bằng họ, trong tâm ôm ấp buồn bã. Người học thiền tâm ý như thế có gì được liên hệ? Ở đây nói, nếu nói Phật đạo tu học mà được thấy biết như thế, hoàn toàn không liên hệ. Nếu tu học mà được Phật đạo thì Phật đạo sinh diệt vô thường, ha. Hoặc tạo một cơ một cảnh, nào là nhướng mày chớp mắt, là hét, là đánh, vân vân, là chỉ vì đối người đương cơ nói để cho họ hội khế hội, chứ không phải cái đó là một cái cố định. Bây giờ được chứng ngộ thiền lý, chợt gặp một người, đây là nói cái người mà chứng ngộ được thiền lý, chợt gặp một người không hiểu bèn nói, trọn không biết đối cơ người kia. Nếu họ được đạo lý trong tâm liền hoan hỷ, nếu bị người khác chiếu phục không bằng họ, trong tâm ôm ấp buồn bã. Đó. Người học thiền tâm ý như thế có gì được liên hệ? Nếu mình đã hiểu một chút ít thiền lý rồi gặp ai mình nói mà họ hiểu được cái mình thích, à, như vậy thì hay quá, mình đã thành công. Còn nếu mà gặp ai mình nói họ bẻ mình, lý mình không trôi, mình bị người ta đập ngã, thì lúc đó sao? Buồn bực, than thở, mình tu lâu quá mà chưa đến đâu. Thì như vậy, đó là để chứng minh rằng mình chưa có thâm nhập được cái thiền. Bây giờ nói, dù ông hội được ít phần đạo lý, chỉ là được cái tâm sở pháp, thiền đạo không liên hệ. Sở dĩ Tổ Đạt Ma mặc xây vô vách đều khiến cho người không có chỗ thấy, nên nói quên cơ là Phật đạo, phân biệt là cảnh ma. Đó. Đây nói rõ, dù mình hội được một chút ít đạo lý thì chỉ đó cũng thuộc về tâm sở pháp, chứ còn chưa phải là thiền, là đạo. Vì vậy mà Tổ Đạt Ma khi sang Trung Hoa tới chùa Thiếu Lâm ngồi 9 năm xây mặt vào vách, đó làm gì? Là để cho người ta thấy rằng tư cách của Ngài ngồi là để quên cơ, đó, quên cảnh, chứ không phải nói là ngồi đó là Ngài tránh khách, là ngồi đó là Ngài đương nhập thiền, mà đó là để chỉ cho Ngài lúc đó không còn có cái chỗ thấy. Ngài không còn chỗ thấy, tức là quên cơ, quên cảnh. Nhưng mà nếu mình
quên cơ, tức là người tới gặp duyên, cơ tức là cơ duyên, mà mình không có giấy động, không có dính mắc, thì đó gọi là quên cơ. Mà nếu quên cơ là Phật đạo, đó tức là gần với Phật. Còn phân biệt, người nào phân biệt lanh, lẹ, giỏi vắng, đó là cảnh ma. Phân biệt nhiều, rành rẽ, chia sẻ nhiều, thì đó là cảnh ma. Còn người buông hết những cái duyên, cái cơ hội đến với mình, không dính mắc, thì đó là Phật đạo. Tánh này dù khi ông mê cũng không mất, khi ngộ cũng không được. Tự tánh thiên chơn vốn không mê ngộ, hư không giới khắp mười phương, nguyên lai là một tâm thể của ta. Dù ông động dụng tạo tác, đâu rời hư không. Hư không xưa nay không lớn không nhỏ, vô lậu vô vi, không mê không ngộ, thấy rõ ràng. Không một vật, cũng không người không Phật, nếu có lượng bằng mảnh tơ, cũng không nương tựa, không ràng rịch. Một đạo trong sạch trôi chảy là tự tánh, pháp nhẫn vô sanh, đâu có nghĩ bàn. Chân Phật không miệng, chẳng biết nói pháp, thật nghe không tai, thì cái gì được nghe, trân trọng. Đó, Ngài giải thích cho mình thấy. Tánh này tức là cái tánh giác của mình đó, nó không có mê, cũng không có ngộ, không có mất. Tự tánh thiên chơn, chữ thiên chơn này, chữ thiên này không phải là thiên lệch, thiên này là sẵn, đó, sẵn chân thật, đó, chứ không phải là nó lệch bên. Tự tánh nó sẵn chân thật, vốn không mê ngộ, nó không mê, không ngộ. Hư không giới khắp mười phương, nguyên lai là một thể, một tâm thể của ta, nó trùm khắp, nó không có một bên nào riêng biệt. Dù ông động dụng tạo tác, đâu rời hư không. Đây là dụ, mọi cái hoạt động của mình không có cái hoạt động nào ngoài rời hư không được. Như vậy thì hư không chúng ta không có rời được. Cũng như thế, tất cả hoạt động của mình không rời tự tánh chân thật của mình đó. Vì tự tánh nó là không có lớn, không có nhỏ, nó là không có vô lậu, vô vi. Nó là vô lậu, vô vi, tức là không có tất cả tướng sinh diệt, không mê, không ngộ, thấy rõ ràng, không một vật. Nó rõ ràng mà không một vật. Tại sao không một vật mà rõ ràng? Bây giờ quý vị thấy, hiện giờ chúng ta ngồi đây, thấy tất cả cái gì trước mắt đều là vật hết, phải không? Nói thấy là vật, nhưng mà thấy được tất cả vật đó nhờ cái gì? Nhờ cái hư không. Nếu ở đây nó không trống thì tất cả cái xung quanh đâu thấy, phải không? Mình thấy nhờ cái trống rỗng này mà mình thấy tất cả. Như vậy tất cả vật mình thấy có cái nào ngoài hư không không? À, cũng như thế, tâm thể mình nó trùm khắp, nhưng mà nó không có tướng, cũng như hư không vậy. Cái tướng mà mình thấy đều là tướng sinh diệt, còn cái tâm thể nó không sinh diệt, dụ như hư không. Mà nó không phải hư không, vì hư không là vô tri, tâm thể là tri giác, cho nên nó khác như không ở chỗ đó. Nhưng vì cái thể nó rỗng, không có một tướng mạo nào, cho nên nó không có phải là hư không. Như vậy cho nên nó không, không một vật, rồi không người, không Phật. Nếu có lượng bằng mảnh tơ, cũng không nương tựa, không ràng rịch, không còn một mãi mai gì dính mắc hết. Một đạo trong sạch trôi chảy là tự tánh, pháp nhẫn vô sanh, đâu có nghĩ bàn. Chỗ đó là không thể nghĩ bàn. Chân Phật không miệng, chẳng biết nói pháp, thật nghe không tai, thì cái gì được nghe?
chân Phật không biết nói pháp, còn người thật nghe thì không có lỗ tai thì cái gì được nghe đó. Như vậy thì cái chân Phật đó là cái tri giác bất sanh diệt, mà mình nói pháp thì có sinh diệt không? Có, thốt ra lời là sinh diệt. Cho nên nói là chân Phật không biết nói pháp, không có miệng. Còn cái thật nghe, cái tánh nghe chân thật của mình thì nó không có tai. Tại sao? Bởi vì cái tánh nghe nó đâu phải có hình tướng, phải không? Lỗ tai có hình tướng, cái tánh nghe nó có hình tướng, cho nên nó không có tai. Trân trọng, tức là hết một đoạn thì nói. Qua một đoạn nữa, bữa nay ráng cho hết. Một hôm sư thượng đường chỉ dạy đại chúng: về trước nếu lập không, nếu đập không thấu triệt, đêm 30 tháng chạp, tức là giờ lâm chung, đến rồi bắt buộc ông bức sức rối loạn. Có một bọn ngoại đạo vừa thấy người nói tập công phu, bèn cười lạc bảo: vẫn còn cái đó. Tôi hỏi ông, bỗng nhiên giờ mạng chung sắp đến, ông lấy cái gì để chống cự sanh tử? Ông hãy suy nghĩ xem, có đạo lý nào được gọi là di lặc trời sanh, Thích Ca tự nhiên ư? Có một bọn thành lười quỷ rỗi, vừa thấy người có chút bệnh, bèn bảo: ông hãy buông xuôi đi. Đến khi bọn ấy mắc bệnh, đem chỗ lý hội áp dụng chẳng được, tay chân co rút rối loạn, mặt sức da thịt ông đau nhức như dao cắt, làm chủ không được. Muôn việc lúc rảnh rỗi cần phải giải quyết cho xong, đến khi mê loạn mới đắc dụng, phải có ít nhiều sức tỉnh giác, chớ đợi sắp khát mới đào giếng, trói tay khóa chân lại, gặp chỗ cọp sói đuổi cắn làm sao chạy tránh. Đường trước tối tăm, tính thí cúng cơm trắng thịt tươi, bây giờ bị dùi bị đánh, khổ thai khổ thai. Thay vì chữ thịt tươi và rau tươi. Đoạn này ngài nói rằng về trước nếu đập không thấu triệt, tức là mình đập mình phá mà nó không có thấu triệt á, thì đến 30 tháng chạp, tức là cái giờ sắp lâm chung đó, lúc đó bắt buộc ông phải bức rứt, phải rối loạn, nó hành cái thân này khổ sở. Bây giờ mới nói có một bọn ngoại đạo vừa thấy người nói tập công phu, bèn cười lạc bảo: vẫn còn cái đó. Tôi hỏi ông, bỗng nhiên giờ mạng chung sắp đến, ông lấy cái gì để chống cự sinh? Có bọn ngoại đạo, mà ngoại đạo đây cũng là ngoại đạo trong đạo Phật, nói người tu mà cần gì phải công phu, phải không? Mà không công phu thì khi mà cái chết đến, lúc đó làm sao chống cự nổi? Cho nên nhiều khi tôi nói mà có những vị cũng còn ngờ, tại sao tôi bắt ngồi tới 2 tiếng đồng hồ đau chân gần chết mà cũng phải ráng. Bởi vì cái đau chân trong lúc ngồi thiền, đau đó nó còn nhẹ hơn đau lúc sắp ra đi, phải không? Sắp ra đi nó không phải đau cái chân thôi mà đau cả thân thể. Trong kinh diễn tả như là con cua mà bị lột cái vỏ ra vậy, nó rung rinh thịt hết, chỗ nào cũng đau. Thì lúc đó mình làm sao mình chịu nổi? Thì bây giờ tập đau cái chân mình chịu đỡ đi, thì sao nó có đau nhiều hơn chút mình ráng cũng được. Bây giờ cứ sợ đau rồi tới chừng đó đau quá rồi chừng đó mới nhào lộn, mới khổ sở, mới rên rỉ, thì có nguy hiểm hơn hay không? Thì như vậy tập công phu là một cái để mình có một sức mạnh chống cự với sanh tử. Còn không chịu tập cái gì hết thì chừng sanh tử đến làm sao? Đó, rồi ông ngài đặt câu hỏi, ông hãy suy nghĩ xem có đạo lý nào được gọi là di lặc trời sanh, Thích Ca tự nhiên ư? Có ông di lặc nào mà trời sanh ra di lặc không? Có Phật Thích Ca nào tự nhiên thành Phật không? Phải không? Phật Thích Ca phải khổ hạnh 6 năm rồi ngồi cổ bồ đề 49 ngày đêm đủ thứ hết,
rồi sao mới thành Phật? Là công phu đó. Đức Di Lặc cũng vậy, mà Đức Di Lặc mà thành Phật trễ là tại vì hàng ngày hơi lười hơn trước, phải không? Cho nên đồng thời mà ngài phải trễ bao nhiêu triệu năm đó. Đó là để nói lên rằng thì tu công phu không thể không, nhưng mà cái công phu đó không phải công phu mà chấp công phu là thiệt, phải không? Tất cả cái công phu của mình dồn vào chỗ phá cái chấp thiệt của mình đó. Tất cả cái chấp thiệt mình phá được rồi thì mình thành công. Bây giờ hỏi chứ, ngồi thiền một ngày đêm 6 giờ để làm gì? Quý vị trả lời tôi câu đó. Để làm gì? Để phá cái mê chứ gì. Lâu nay thấy vọng tưởng là tâm mình, bây giờ nó lên cái cứ ngay đầu nó mà đập vọng tưởng la đập riết rồi cái nó cái mê đó nó hết rồi, chú vọng tưởng lặng rồi thì đó mình tiến được, mình thành công. Đó là phá mê chứ không có gì đâu. Nhưng mà muốn phá mê thì cũng phải cái thời gian đáng kể mới phá được, chứ còn không phải biết nó là vọng tưởng nó hết liền. Vì vậy mà phải có công phu. Vì vậy mà cái công phu đó là cái từ xưa Phật cũng đã làm, chứ không phải bây giờ chúng ta mới làm. Bởi vậy nên mấy cái người mà cho công phu có nghĩa gì đó thì đó gọi là có một bọn thành lười quỷ rỗi. Là thành lười quỷ rỗi, thấy người ta ngồi cười chê đó, vừa thấy người có chút bệnh đền bảo ông hãy buông xuôi đi, nghĩa là thấy người đó tu mà có những cái chướng, những trở ngại nó buông hết đi. Đến khi bọn ấy mắc bệnh à, tức là cái bọn thần lười quỷ rỗi đó mắc bệnh, đem chỗ lý hội áp dụng chẳng được, tay chân co rút rối loạn, mặt sức da thịt ông đau nhức như dao cắt, làm chủ không được, muôn việc lúc rảnh rỗi cần phải giải quyết cho xong, đến khi mê loạn mới đắc dụng, phải có ít nhiều sức tỉnh giác, chớ đợi sắp khác mới đào giếng. Trói tay khóa chân lại, gặp chỗ cọp sói đuổi cắn làm sao chạy tránh. À, đường trước tối tăm, tính thí cúng cơm trắng rau tươi, bây giờ bị dùi bị đánh khổ thai, khổ thai không có chịu tu. Ngày thường chỉ học tam muội ở ngoài miệng, nói thiền nói đạo nạp Phật trách tổ, đến chỗ này rồi hoàn toàn dùng không được. Ngày thường chỉ nhầm lừa người, đâu biết đến nay là tự dối mình, trong địa ngục A Tỳ quyết định không thể thả ông. Đó, mình cứ nói bằng miệng mà mình tu không tới nơi đó, thì sau này tới chỗ đó rồi mình mới thấy khổ. Nay sắp chìm trong thời mã pháp, cốt phải nhờ sức mạnh của mình chư huynh đệ cố gắng vác gánh vác huệ mạng Phật tiếp nối, chớ để đoạn dứt. Thời nay vừa có một người nửa người đi hành cước, cốt đi để xem sơn ngoạn cảnh, không biết tháng ngày đâu có chờ ta. Một hơi thở ra không trở lại, đã qua đời khác, chưa biết cái gì là đầu mặt, than ôi, khuyên các huynh đệ, khi thân thể còn cường tráng, phải nhận được cái chỗ thấu hiểu của mình, không bị người lừa là một phần việc lớn. Cái then chốt này rất là dễ dàng, tại tự ông không chịu nhận thôi. Dễ lắm mà tự không chịu nhận thôi, phải không? Chứ không phải là khó. Vì vậy mà đây là lời khuyên nhắc của ngài khi sắp kết thúc. Có người chí liều chết thực tập công phu, chỉ ngại đạo khó hiểu, khó hiểu rõ, khó đạt được, đâu thể dạy ông biết được trên cây tự sanh bất trọng, ông phải tự khéo chuyển biến mới được. Nghĩa là mình đi tìm trầm thì đâu có ai chỉ cái cây A cây B có bất trọng, mình tới đó mình khéo mình tìm, khéo mình kiếm, khéo mình nhận ra rồi mình tìm được. Nếu là bậc trượng phu kháng công án, ở đây nói riêng về những người kháng công án, như có vị tăng hỏi Triệu Châu, con chó có Phật tánh hay không? Châu đáp không. Kia đi rồi, trong 12 giờ kháng một chữ không, ngày tham đêm tham, đi đứng ngồi nằm, chỗ mặc y ăn cơm, chỗ đi tiểu đại, đi đại,
tâm tâm xem nhau chăm bẩm tỉnh sáng, chỉ giữ một chữ không, lâu ngày chạy tháng đập thành một khối, bỗng nhiên tâm hoa tự sanh, ngộ được mái màu của Phật. Màu chứ không phải màu nha. Tổ bèn không bị lão hòa thượng đầu lưỡi lừa, liền hội mở đại khẩu. Thì đã nói nếu trường hợp người kháng công án thì phải vậy đó, phải chăm chăm cái công án của mình. Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang không gió nổi sóng, Thế Tôn dơ cành qua cả hội đều ngơ ngác. Đến được chỗ ấy nói là nói gì lão Diêm La, đến ngàn thánh còn không bì được ông, không tin đạo. Nhờ chữ không tin đạo, không tin nói chứ mà đạo, không tin nói. Hẳn có nhóm kỳ đặc rất tọt như thế, việc chỉ sợ người có tâm. Ở đây ngài nhắc lại, Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang không gió nổi sóng, nghĩa là trong khi ở Trung Hoa đang bình an, ngài làm dậy sóng ầm ầm, phải không? Thế Tôn dơ cành hoa cả hội đều ngơ ngác. Đến được chỗ ấy nói gì lão Diêm La, nếu đến đó rồi thì ông Diêm La hết khả năng làm gì mình được. Đến ngàn thánh còn không bì được ông, nhưng ngàn vị thánh cũng còn không bì nổi. Tại sao? Ví dụ như Thanh Văn Duyên Giác hay là Bồ Tát từ sơ địa địa vân vân, cũng là chưa sống được trọn vẹn với cái bản tâm thanh tịnh. Mà mình tới đó thì làm gì, đâu có còn gì ngại nữa. Không tin nói, hẳn có nhóm kỳ đặc rất tốt như thế. Không tin tôi nói rằng có một nhóm kỳ đặc như vậy, việc chỉ sợ người có tâm. Nghĩa là không được kỳ đặc là tại mình có tâm, chứ còn nếu mình vô tâm thì cái kỳ đặc ai cũng làm được hết. Cho nên ngài làm bài tụng: Trần lao quýnh thoát sự phi thường, hệ bả thằng đầu tố nhất trường, bất thị nhất phiên hàng kĩa cốt, tranh đắc mai hoa phóc tỷ hương. Tôi dịch: vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu nở, đâu dễ ngửi mùi hương. Như vậy thì có ai tu mà bỗng dưng được không? Không ai được hết, mà phải có công phu. Mà công phu đó là công phu để làm gì? Để thành Phật, phải không? Công phu để dẹp mấy cái trần lao phiền não thôi, phải không? Trần lao phiền não hết thì Phật đạo hiện, chứ không phải tu thành Phật. Đó là lẽ thật. Thì còn một phần sau là phần tiểu sử của ngài Hoàng Bá. Thì ngày 20 âm lịch tới đây tôi sẽ giảng tiếp cho hết quyển này. Vì cuối tháng tôi mất đi khỏi, ngày 20 giảng tiếp phần sử của Tổ Hoàng Bá, để cho chúng ta nắm vững sự tu hành của ngài, kết quả của ngài, thì lời dạy của ngài mới có giá trị. Như vậy thì ngày 20 đó dạy tiểu sử là xong, có thể rồi sớm. Rồi tháng sau, tức là từ đây cho tới một năm nữa đó, không bỏ buổi nào. Nghe là buổi nào cũng phải có học đủ, không có thêm nhưng mà không có bỏ. Để cho quý vị hiểu, nắm cho vững, rồi thì tôi nghĩ cho nó vừa. Chứ còn nắm chưa vững mà nghĩ thì cũng hơi tội nghiệp, thấy không? Cho nên rồi từ đây không có bỏ, nếu có chuyện gì thì cũng dạy bù buổi khác. Thì kỳ tới này thì thay vì 29 học buổi 20 âm lịch, học một lần nữa cho hết. Rồi đợt sau, qua tháng sau thì sẽ học cuốn ngữ lục của ngài Thần Hội. Bởi vì ngài Thần Hội là người gần với lục tổ nhất. Chúng ta lâu nay học của những người đệ tử xa, bây giờ phải trở lại người đệ tử gần, coi cái nhìn thế nào để cho mình dễ thấy, dễ biết. Rồi tới cuối cùng là Kinh Kim Cang. Thôi, đó là hai cái tác phẩm sẽ học sau. Thôi, ngang đây nghỉ. Nguyện đem
công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.